chương 81 Liên Trung Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Là đại hồ phương hướng Nghe đến động tĩnh, Minh lập tức xoay người Cái này sườn núi phía dưới chính là đại hồ Lúc trước hắn bị thiên lôi bắn trúng địa phương Ta qua xem một chút Dạ y đối với Minh ra giấu một cái Cùng đi Minh một phát bắt được nàng tay Cũng theo đi về phía trước Nhằm chăm chú theo hai người, nếu như chỉ có chính hắn, đánh chết cũng không dám đi, nhưng có dạ y ở, hắn sẽ không lo lắng. Dạ y đi ở trước nhất, phía trước tuyết động bị mạnh mẽ sức mạnh đẩy ra, Minh cùng nham theo ở phía sau, hầu như không có gì lực cản. Không lâu, bọn họ tới chân núi, còn không có đi xuống sườn núi, thì đều dừng lại. Bọn họ nhìn thấy mặt hồ khắp nơi bừa bộn, một đám lớn tầng băng bị đập nát, bốn con chó sói lớn trong khi xé rách một con cự thú trong đó một con chính là chó sói xám. Con cự thú kia đã chết rồi, không nhúc nhích. Minh còn nhớ rõ con ma thú này, chính là hắn đi săn ban linh lúc theo trong nước chui ra con kia. Chúng nó lại vẫn ở xung quanh. Minh nhăn nhăn lông mày, lần trước hắn dùng 16 cái đái tháo thuật đẩy ngã một choai choai lan, còn tưởng rằng đối phương hù chạy. Bây giờ hắn đã không có đái tháo thuật, căn bản không có cách nào đối phó này lan. Dạ y không dám động, lạnh như thế khí trời tầng băng không biết dày bao nhiêu lại bị lan đánh tan nát lớn như vậy một mảnh không trách động tỉnh lớn như vậy nham sợ đến cũng không dám thở mạnh mặt hồ cảnh tượng thật sự hơi dọa người cũng không lâu lắm con cự thú kia đã bị lớn lan xé thành chia năm xẻ bảy sau đó một con lan ngậm một tảng lớn chạy về phía núi thẳm đi thôi dạ y thở phào nhẹ nhõm đứng thẳng người minh gật gù hắn cảm thấy có chút cấp bách hắn nhất định phải nhanh đưa tới nhớ mấy không có thủ đoạn công kích hắn thật sự không chắc chắn chó sói xám đã khôi phục nếu trở lại nói hắn căn bản là không có cách phòng ngự các ngươi nhìn nham đột nhiên chỉ vào phía dưới dạ y cùng minh vượng nghiêng đầu chỉ thấy trên mặt băng xuất hiện tốt vài bóng người bọn họ chạy đến ma thú trong hồ bị xé nứt địa phương nhanh chóng nhặt lên rơi xuống khối nhỏ thịt nát cùng nội tạng còn có người ở trên mặt băng kiếm tới cá lớn như vậy khí trời lại có tộc nhân ra ngoài. Nhằm khó có thể tin hô khẽ, bây giờ đã tới trời đông giá rét lạnh nhất trong khi, dày đặc tuyết động phong sơn, hầu như nửa bước khó đi, ở bên ngoài thời gian dài một điểm đều có khả năng đông cứng. Minh thở dài nói. Bọn họ không có thức ăn. Không ra sẽ chết đói. Nham gật gật đầu, mạnh trước một đoạn siêu sơn, đoạt không ít người đồ ăn. Bây giờ trụ sở nơi đó đồ ăn đầy đủ, có rất nhiều đều là cướp tới, bọn họ vận khí không tệ, có điều nhặt được đồ ăn một người cũng không đủ ăn ba ngày. Nham nói, chúng ta tìm người trước tiên theo, đỡ phải tìm sơn động. Minh lôi kéo già dạ y, xoay người đi lên núi. Một gã hát đồng tộc nhân cố hết sức đi ở sườn núi, trong tay dẫn theo một con cá lớn. Mặc dù khí trời lạnh giá, cống đến rung lập cập, nhưng hắn trên mặt nhưng có nụ cười con cá này cũng ăn không hết mấy ngày, nhưng cũng có thể làm cho hắn con trai cùng vợ kiên trì, chỉ cần sống sót sẽ trả có hy vọng. Sắc trời sắp tối trong khi, sắp đông cứng hắn rốt cục về tới sơn động. Nhưng mà hắn mới vừa đẩy ra tảng đá, thì nghe được ô ô tiếng khóc, hắn nụ cười cứng ở trên mặt. Lửa ao phía trên nướng thịt cá, cha con ba người trong tay một người cầm một khối, vừa ăn một bên rơi lệ, trong sơn động đóng cỏ trên, nằm nữ nhân thi thể nam tử khóc đến thập phần thương tâm, hắn vợ cuối cùng không có thể kiên trì đến hắn trở về. Âm âm bịch cửa đồng truyền đến đập tảng đá âm thanh, nam nhân nắm lên bên cạnh một cướp lấy, hai đứa bé hoang mang chạy tới ở chỗ. Tảng đá bị đẩy ra, nhằm mang theo minh cùng dạ y đi đến. Vốn nhằm muốn ở bên ngoài hô một tiếng chúng ta không cướp lấy ăn, nhưng mình không để. Ngươi chớ sốt sắng, chúng ta là đến cho ngươi đưa đồ ăn. Nhằm nhìn một chút trong sơn động tình huống, thở dài nam tử sốt sắng mà thấy nham không dám động đối diện có ba người hắn đánh không lại minh đem một đống khoai tây đặt ở trong sơn động này tiết kiệm ăn đủ mười mấy ngày ta gọi là nham chiếm lĩnh mạnh cái kia tắm sườn núi mạnh đã chết rồi các ngươi không cần lo lắng ta sẽ trợ giúp các ngươi vượt qua trời đông giá rét mấy thứ này nướng ăn là được nham chỉ chỉ khoai tây mang theo minh cùng dạ y xoay người rời đi cửa đồng đóng kín nam tử sững sờ ở nơi đó vẫn không phục hồi tinh thần lại bất cứ có tộc nhân lấy ra đồ ăn đi cứu người khác nếu không có tự mình trải qua đánh chết hắn đều sẽ không tin tưởng qua đã lâu hai đứa bé đi tới nhẹ nhàng kéo hắn quần áo hắn lúc này mới thức tỉnh tiếp theo ngồi chồm hổm trên mặt đất hai tay ông đầu gào khóc hắn vợ chỉ cần nhiều kiên trì một ngày liền có thể tiếp tục sống đêm đã khuya đa lòng đắc ý mà nằm ở gấp trên giường hắn cảm giác mình mạng thật tốt, một lần không có hy vọng trốn chết, bất cứ đụng phải minh cái này có vô hạn phát triển tiền cảnh cấp thấp ma tộc. Chế độ đẳng cấp, tưởng thưởng chế độ, phân công hợp tác, mấy thứ này lấy ra, nhất định có thể đem minh tiểu tử kia đè ép. Đa Long phản phất thấy được chính mình tốt đẹp tiền cảnh, một chút thay đổi này mang hoang tư tưởng quan niệm, mình nhất định sẽ bị minh trọng dụng. Chỉ cần minh trong tay bảo tàng có đầy đủ tài nguyên, hắn có thể đại triển quyền cước, thậm chí thực hiện ở nhân loại quốc gia đều không thể thực hiện hoài bảo. Đem một cấp thấp ma tộc, dẫn đường trở thành trấn áp thiên hạ lớn ma vương, ha ha, đa lòng không nhìn được nở nụ cười. Ai? Nếu tiểu tử này không bắt nạt ta thì càng được rồi. Đừng động nói thế nào, trước tiên ở tốt một chút nói lại, tiểu tử này khẳng định nghe thanh la, hắn đang nghĩ tới, cửa động tảng đá bị dời đi, minh cùng dạ y đi đến. Nằm trên đất dạ yểm lập tức sai lệch một chút đầu Tiếp tục giả vờ hôn mê Minh cũng từ trên giường ngồi xuống Cười ha hả hỏi Thế nào rồi Tiến hành thuận lợi không Từ Minh cũng không để ý gì tới hắn Một mình ở lửa bên cạnh ao ngồi xuống Thấy nhảy lên ánh lửa ngẩn người Thanh la gặp Minh sắc mặt không tốt lắm Cũng không nói lời nào Chỉ là ở bên cạnh hắn yên lặng ngồi xuống Dạ y cũng không nói chuyện như cũ dọn dẹp chính mình lục giày lính đa long trừng mắt nhìn rất thức thời không có lên tiếng thầm nghĩ trong lòng hắn và dạ y rốt cuộc ai đem ai mang sai lệch minh tâm tình cũng không tốt theo ở cái thứ nhất sơn động nhìn thấy nữ nhân thi thể bắt đầu mặt sau bọn họ dọc theo tuyết địa dấu vết vừa đã đi mấy cái sơn động hầu như từng cái sơn động mọi người đói bụng đến phải hấp hối thậm chí bọn họ ở trên đường còn phát hiện đông cứng thi thể cái kia thi thể trong tay còn cầm lấy một khối ma thú nội tạng, chính là bên hồ cái kia những người này một trong. Đáng tiếc hắn không thể đi trở về sơn động. Đặt ở trước đây, mình đối với bất kỳ tộc nhân chết sống đều không quan tâm, nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy trong lòng nặng nề. Bắt đầu hắn coi chính mình vừa nhận lấy hình ảnh ảnh hưởng, nhưng sau đó hắn phát hiện, này cũng không phải hình ảnh ảnh hưởng, bởi vì hắn trải qua hết thảy ảnh hưởng đều là tính bất ngờ, lần này lại là kéo dài. Hơn nửa ngày, Minh Tâm tình mới hóa giải ít ỏi, yên lặng điều tra hình ảnh, dưới góc phải quan minh điểm mặt sau đã biến thành 23. Hôm nay hắn cứu 23 cá nhân. 23, chỉ đủ hai lần. Minh nghĩ đến muốn, quyết định chạm thử vận may, theo bây giờ tình hình đến xem, nếu muốn tồn đến mấy trăm nhớ mấy đến rất lâu, tuyết lớn ngập núi, một ngày cũng không tìm được mấy cái sơn động. Thở sâu, Minh sự chú ý tập trung ở hình tròn trên, làm sắc quan điểm chuyển động lên sức mạnh lời thầy cuốn sức mạnh lời thầy cuốn minh tựa như cái dân cờ bạc trong lòng hô to điểm sáng trở nên chậm càng qua trống không khu vực cuối cùng đứng tại hắn mong đợi lời thầy cuốn trên ha minh dùng sức cầm một chút nắm đấm trên mặt lộ ra nụ cười nặng nề tâm tình lập tức trở thành hư không Ô, tiểu tử này tình huống thế nào mới vừa còn rủ xuống mặt làm sao đột nhiên thì cao hứng như thế vẫn nhìn lén quan sát minh đa long thầm nghĩ trong lòng nằm trên đất dạ yểm rung lên một cái thật mạnh không hiểu ra sao cảm thấy lạnh không phải bên ngoài lạnh giá mà là từ trong tới ngoài theo trong xương bốc lên khí lạnh minh còn ở thấy hình tròn ngay ở lựa chọn lời thề cuốn chớp mắt bên trong khu vực phát sinh biến hóa quân dụng cường nỏ một lần nữa thay thế cuốn nguyên lai là như vậy một trăm cái nhớ mấy thay thế một chỉ cần rút trúng vật phẩm thì trả lại như cũ minh suy nghĩ chốc lát thầm nghĩ đã hình tròn trả lại như cũ thì sẽ không mười cái nhớ mấy một lần đi minh nhanh chóng tập trung tinh thần làm sắc quan điểm lại chuyển động kế tiếp để minh không tưởng được sự tình đã xảy ra điểm sáng liền rơi vào về sức mạnh minh quả thực không thể tin được chính mình con mắt nhận thưởng vật này nhất định đại bi đại hỷ lúc trước hắn dùng hai không không cái nhớ mấy làm tới mấy trăm tô mì thịt bò, bây giờ tùy tiện một chút, bất cứ trúng rồi, hạnh phúc tới quá đột nhiên. Trung gian khu vực, hắn sức mạnh đã biến thành bốn, theo Đa Long nói, đây đã là tiểu ác ma cấp bậc lực lượng. Tiếp theo hắn vừa nhìn về phía dưới góc phải, tự như hắn muốn giống nhau, tiêu hao nhớ mấy biến trở về một điểm, bây giờ còn còn lại 12 cái. Mở mắt ra, Minh quay dạ y nở nụ cười. Dạ y quay Minh trừng mắt nhìn hiếu kỳ hắn cười cái gì? Đa Long quệt miệng, nói thầm trong lòng. Một đôi không biết xấu hổ, còn liếc mắt đưa tình đâu. Tiếp theo, hắn thì nhìn thấy Minh theo trong đại y móc ra một quyển trục bằng da thú. Mịa, cái tên này không phải nói đã không có gì. Vừa hắn gì gạt ta? Dạ y cũng sửng sốt, lập tức quay Minh lộ ra nụ cười, có vật này, không sợ già dạ yểm không nói thật. Về phần tại sao Minh bắt đầu nói không có, bây giờ vừa có, nàng chưa từng cân nhắc. Dạ y cũng đem bàn tay đi lên túi áo, sau đó lấy ra một thứ, là lần trước túng đoạn cho cô lết giấy bọc. Minh dây hiểu, lấy ra một khối đức phù, u u đọc sách v đúc v đúc v đúc, úc trăm s h 117, 46, co em m xé ra đóng gói, đưa tới dạ y bên mép. Dạ y mở ra miệng nhỏ nhắn, đem cho cô lết ngậm vào trong miệng, quay Minh lộ ra một ngọt ngào nụ cười. Minh lại lấy ra một khối, xé ra, đưa tới thanh la trong miệng. Gần không biết xấu hổ. Đa Long thầm mắng, ngẫm lại chính mình cô độc, cảm giác lòng tốt nhét, chính mình lúc trước cũng vạn người vây đỡ. Minh, cùng ngươi nói chuyện này. Thanh La đem cho cô lết nuốt xuống, kéo Minh quần áo. Chuyện gì? Minh nhìn về phía Thanh La. Đa Long nói nơi đây quá nhỏ, ở không thoải mái, muốn chuyển tới trụ sở đi. Cái gì? đa lòng con ngươi thiếu chút nữa không bay ra ngoài, không mang theo bảy người như vậy, tiểu cô nương này nhìn qua nhu nhu nhược nhược, làm sao như vậy âm độc. Không đợi Thanh La tiếp tục nói, đa lòng thật nhanh trèo lại, ông Minh bắp đùi kêu khóc. Ta không phải ý tứ này. Tìm tòi, nhìn đổi mới nhanh nhất sách. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 82 Tay chân cuộn mình bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com trong hang núi tràn ngập mì thịt bò mùi thơm minh dạ y thành là ba người bưng inốt chén lớn ăn hút trượt hút trượt yêu miêu cũng có một bát còn là bày ra ở dạ yểm đầu bên cạnh đa long ông một bó nhánh cây ngồi ở bên cạnh nhà cầu nước mắt ba tháp ba tháp đi xuống ma tộc sẽ không có một người tốt đặc biệt cấp thấp ma tộc hắn quét thanh la một chút trong lòng không ngừng chửi bới hắn ý tứ rõ ràng là để mọi người cùng nhau chuyển tới nhưng từ thanh la trong miệng nói ra thì đã biến thành chính hắn muốn mang đi một nhu nhu nhược nhược tiểu cô nương làm sao lại ác độc như vậy đâu minh cái tên này càng ghê tởm biết rõ chính mình không phải ý đó còn gật đầu để dạ y đem mình mang đi bây giờ vừa để cho mình cho nhà vệ sinh dựng một đồ trang trí trên nóc còn không cho mình cơm ăn đa long đem dài một chút nhánh cây lửa đi ra song song để tốt lúc này mới nhớ tới căn bản không dây thừng. Này giời à thế nào làm a? À? một vỡ nát nhà vệ sinh, làm cộng lông đồ trang trí trên nóc, đa lông ngẩng đầu lên, vẽ mặt đưa đám, vô cùng đáng thương nói. Minh, có thể làm cho ta ăn trước phần cơm không? Ta thật đói. Minh ha ha cười khẽ. Chờ ngươi đem đồ trang trí trên nóc dựng được rồi lại ăn đi, rất đơn giản. Giời à a, à, đơn giản cái rắm, dây thừng đâu, không có dây thường ta dựng một cái lông a. À. Đa lông trong lòng mắng mỏ, nhưng không thể không bổ nhiệm cúi đầu, tiếp tục thao túng nhánh cây. Vào lúc này, nằm trên đất dạ yểm mắng mỏ càng ác hơn. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này, cho ta chờ, chờ ta khôi phục. Đáng chết ma thú. Đây là cái gì đồ ăn, thật hắn gì hương. Hắn cảm giác đói bụng rất mãnh liệt, lần này không phải đói khác thuật tác dụng, thực sự là đói quá. Dạ yểm, đừng giả bộ, ta biết ngươi tỉnh rồi. Có đói bụng hay không, có nghĩ là ăn đồ ăn. Dạ y ăn mì xong, cầm chén buông sau khi, lấy ra phòng ngừa bạo lực phun sương, ở dạ yểm trên lỗ mũi quơ quơ. Dạ yểm lần này không giả bộ được, cái này mùi vị hắn khắc sâu ấn tượng, ấy thực hiện khi hắn yết hầu còn có chút đau đớn đâu. Hắn mở mắt ra, hai tay chống ngồi dậy, nói rằng. Dạ y, ngươi đừng muốn từ ta đây tìm được bất cứ tin tức gì. Minh bưng ra ba bát nhỏ mặt, bày tại dạ y trước mặt, sau đó lặng lẽ lấy ra quyển trục bằng da thú, chắp tay sau đít đặt ở phía sau. Đa Long ngẩng đầu lên, nhìn thấy tình cảnh này, lại thầm mắng. Nham hiểm, tiểu tử này quá hắn gì âm hiểm, còn có dạ y, đều cùng tiểu tử này học xấu. Dạ y chỉ chỉ trước mặt ba bát nhỏ mặt, nói rằng. Có nghĩ là ăn. Muốn. Không đúng, không muốn. Dạ Yểm nghiêng đầu qua chỗ khác, không ngừng nuốt nước miếng. Ngươi chỉ cần bảo đảm, sau đó nghe theo hắn mệnh lệnh, không cho làm ra bất lợi đối với chúng ta sự tình là có thể ăn. Hơn nữa ta cũng sẽ không làm khó dễ ngươi, càng sẽ không giết ngươi. Dạ Y chỉ chỉ minh. Đơn giản như vậy, làm cái bảo đảm là được. Dạ Yểm có chút ngờ vực, không quá tin tưởng Dạ Y nói. Bảo đảm thứ này căn bản không coi là mấy mà quốc cùng nhân loại quốc gia còn ký hiệp nghị đâu lại có cái rắm tác dụng nên đánh trong khi làm theo đánh bất quá hắn nghĩ đến muốn thuận miệng bảo đảm một chút cũng sẽ không tổn thất cái gì nói liền nói tụng kinh cũng không phải thật nghe theo mắt đen loài mệnh lệnh dạ y đây chính là ngươi nói được ta bảo đảm hắn gọi là cái gì nhỉ mặc dù chỉ là thuận miệng nói một chút nhưng dạ yểm còn là cảm giác buồn nôn không được thân là cao đẳng ma tộc, bị buộc nói ra như vậy nói, nếu truyền quay lại đen sẫm ma quốc, còn không khiến người ta cười đến rụng răng. Đa Long ở bên tường thấy, vẻ mặt nham hiểm hèn mọn nụ cười, sau đó bên trong hang núi này xui xẻo nhất nên sẽ không là mình. Dạ yểm phát xong thề, minh phía sau lời thề cuốn triển khai, tên phía sau xuất hiện dạ yểm hai cái chữ hán, sau đó biến mất không còn tâm tích. Dạ yểm không có cảm giác bất kỳ khác thường gì, trừng trừng nhìn chầm chầm dạ y trước mặt ba bát nhỏ mặt dạ y nhìn về phía minh thấy hắn gật gật đầu lúc này mới lộ ra nụ cười ý bảo dạ yểm có thể ăn sau một lát dạ yểm thì nhạo tới ba bát nhỏ mặt trước mặt lúc này hắn trong đầu đã không có đừng chỉ có ăn bưng lên một bát dạ yểm lấy tay cầm lấy mì sợi liền dồn vào trong miệng À ăn ngon a à. dạ yểm trợn tròn cặp mắt loại thức ăn này nghe thì hương ăn lên càng hương so với hắn mỗi ngày ăn thịt nướng gì ngon hơn trong nháy mắt một tô mì tất cả đều tiến vào bụng hắn lập tức vừa bưng lên chén thứ hai đa long hận hận cúi đầu hàng này ăn quá thơm nhìn ra hắn cảm giác đói hơn thật sự không chịu được dạ y đứng lên quay minh chỉ chỉ ở chỗ đi chúng ta ngủ đi minh cũng theo đứng dậy lôi kéo thanh la đi vào trong sơn động đi đến đa long vội vàng buông nhánh cây thật nhanh bò qua trong miệng hô mình các loại còn có ta đây cùng với ngươi cái gì mình đứng lại bước chân hỏi ta cũng đi vào ngủ a à? chờ ngươi đem đồ trang trí trên nóc lắp đặt được rồi rồi nói sau đừng a à, ta ngày mai cạn nữa được không bên ngoài lạnh lắm ta chân còn chưa khỏe đa lòng lộ ra một bộ đáng thương tướng minh cười cười nói rằng không có chuyện gì củi gỗ ngươi có thể tùy tiện dùng, thả nhiều hay ít cũng có thể. Dứt lời, mang theo hai nữ tiếp tục đi vào trong. Ngươi hắn gì thì thật nhẫn tâm đem ta vứt bên ngoài a. À? Đa lòng trong lòng hô to, nhưng cũng biết, muốn thuyết phục minh là không thể nào. Phiến đá cửa đóng, đa lòng trở lại lửa bên cạnh ao, nhìn một chút dạ yểm, con ngươi chuyển động, nói rằng. Ngươi, giúp ta đem giường chuyển tới ở chỗ đi. Dạ yểm ba bát nhỏ mặt vào bụng, cảm giác đói bụng cuối cùng đã không có hơn nữa cảm giác khí lực trong khi khôi phục nghe đến đa long âm thanh hắn ngẩng đầu lên tuét miệng nở nụ cười loài người ngươi đang nói chuyện với ta đa long gật gù ngươi lỗ tai điếc a à, ta cho ngươi giúp ta đem giường chuyển tới hắn lời còn chưa nói hết dạ yểm đột nhiên đưa tay bắt lại hắn cổ đa long choáng váng này giờ ạ à, tình huống không đúng vậy chính mình bây giờ nhưng minh phụ tá đắc lực đối với minh tác dụng trọng đại dạ yểm là không thể thương tổn tới mình bởi vì thương tổn tới mình chính là đối với minh bất lợi có thể trước mắt tình huống thế nào dạ yểm nắm được chính mình cổ bất cứ không có chuyện gì đa long sợ đến hồn đều bay há mồm hô to minh cứu mạng a dạ yểm khà khà bật cười nói cho ngươi cái không tốt tin tức ta khí lực đã bắt đầu khôi phục a à, trong nháy mắt dạ yểm ngã ngửa xuống trên mặt đất tay chân quất đến cuộn mình thành một đoàn, tự như một con bị bay qua đến rùa đen. Giời à à, làm ta sợ muốn chết. Đa Long giờ phút này toàn thân mồ hôi lạnh, trong lòng nguyền rủa không ngớt, ai biết trừng phạt còn mang lùi lại, hắn còn tưởng rằng mất linh nữa nha. Sau một khắc hắn bò đến dạ yểm bên cạnh, giờ tay chính là một cái tác. Người cái hai ép, thật sự cho rằng bảo đảm vô dụng đúng không? Gan dạ đồng thủ với ta, ta hắn gì, nhưng bàn tay rơi xuống dạ yểm trên đầu hắn đột nhiên dừng lại dạ yểm cũng làm bảo đảm ta đánh hắn có thể hay không cũng coi như đối nghịch minh bất lợi nghĩ vậy hắn tay cầm thu về dời về phía sau một chút dạ yểm ý thức trống rỗng chỉ có rút gân thống khổ không chỉ tay chân rút ra thân thể khuôn mặt thậm chí cảm giác trong đầu đều ở đây rút ra sự đau khổ này so với đói khác còn khó chịu hơn trong khi lửa bên cạnh ao sưởi ấm yêu miêu đứng lên, nhìn thấy dáng dấp kia già dạ yểm, đồng tử rút thành một cái khe, phía sau lưng lông đều có chút nổ tung. Rút ra thời gian có thể không ngắn. Một lát sau, đa long thầm nghĩ trong lòng. Già dạ yểm dáng dấp hắn thấy đều cảm thấy khó chịu. Loại kia đem gân đều phải rút ra đi thống khổ hắn là phi thường rõ ràng. Lúc này, đa lòng thấy được lửa bên cạnh ao yêu miêu, con mắt chuyển động, quay yêu miêu chỉ chỉ già dạ yểm hắn nhớ tới này yêu miêu cũng nợ rất, nếu có thể làm cho nó cũng rút ra một lần, thì báo lần trước bị cào kẻ thù. Miêu yêu nghẹo đầu, tò mò thấy Đa Long. Đi a, à, cào hắn. A, à, Đa Long một tiếng hét thảm, trên mặt vừa hơn ba cái nhợt nhạt máu đường. Ta hắn gì cho ngươi cào hắn, ngươi cào ta. Ồ, không đúng, vì sao nó một điểm sự tình đều không có. Đa Long nghĩ đến muốn, vẻ mặt đột nhiên sụ xuống. Có phải bởi vì ta nợ, ở chỗ Sơn Đồng, Minh cùng Thanh La và dạ yên ngồi ở trên giường lớn, cầm trong tay nhìn hình biết vật. Bình quả. Minh chỉ vào đồ họa nói rằng, không phải cái mông to gì. Thanh La tò mò hỏi, là bình quả, ta trước đây nói sai rồi. Chó sói xám không phải lớn bay túi. Sư tử cũng không phải lớn tay bao nhiêu. Minh sửa lại. Thanh La theo Minh phát âm đọc dạ y thì lại lặng lẽ cởi lục giày lính, đem trắng như tuyết chân răng giấu ở trong da thú. Sáng sớm ngày thứ hai, Minh không lên. Sức mạnh biến thành bốn uy lực trốt cục phát huy ra đến rồi, so với nhanh nhẹn tăng lên từ giữa hướng ra phía ngoài đau nhức lợi hại hơn, hắn cảm giác xương cùng bắp thịt đều phải bị rút đoạn giống nhau. Loại tình huống này, đương nhiên không thể ở ngoài đi ra ngoài cứu trợ tộc nhân. Dạ y cũng không có đi ra ngoài, cổng lấy trên nghìn cân khoai tây ở dày đặc trong tuyết động tìm sơn động thật sự quá mất công sức mặt khác nhàm bên kia cũng phải sắp xếp đa lòng giao cho hắn nhiệm vụ đi tới bên ngoài sơn động minh ba người đều sửng sốt đa lòng trên mặt vừa hơn ba cái máu đường mà già dạ yểm thì lại rút tay rút chân nằm ở lửa bên cạnh ao vẻ mặt khổ đại cừu thâm vẻ mặt hắn coi như có ngu đi nữa cũng biết mình bị già dạ y lừa gió to dần dần nhỏ nhưng cũng không có dừng lại nhiệt độ hàng phục tới mới thấp điểm có điều cùng phong cũng cuốn đi rồi bộ phận tuyết động làm cho xuất hành lực cản ít một chút theo buổi sáng bắt đầu nhằm thì đi xuống sườn núi lần lượt từng cái vào sơn động nói với tộc nhân phải đồ ăn hy vọng bọn họ nọc lên nhưng cũng không bắt buộc ra ngoài hán đoán trước chính là nọc lên đồ ăn cũng không có tưởng tượng ít ỏi u85 đọc sách v đúc v đúc Úc en U, U. C111 M32, tổng cộng có 5 nhà đồng ý, đệ nhất gia chính là hắn cứu đôi phụ tử kia, bọn họ chỉ để lại đầy đủ qua mùa đông đồ ăn, còn lại tất cả đều đem ra. Cái khác tứ gia cũng đều là hắn đã cứu trợ mang về tộc nhân, có điều những tộc nhân khác đang nghe nói tự nguyện nộp lên sau khi, đều dùng không đủ ăn làm lấy cớ, không có nộp lên. Giữa sườn núi trong sơn động, sáu cái cường tráng tộc nhân vây quanh lửa ao, nhỏ giọng nói chuyện. Xung xuê, các ngươi nói nham đánh ý định gì, để mọi người tự nguyện nộp lên đồ ăn. Một gã tộc nhân thấy sáu người bên trong cao nhất tráng người kia hỏi. Vậy cũng được, hắn nếu như mạnh như vậy, chúng ta thì nộp. Một người khác nói rằng, có điều cái tên này so với mạnh có thể hiền hòa hơn, còn dùng chính mình đồ ăn cứu đừng tộc nhân, chưa từng thấy như vậy kỳ quái. Ngồi ở trung gian sung xuê khoát tay áo nói. Mặc kệ nó, Ngược lại hắn nói tự nguyện, âm âm bịch cửa động truyền đến nham âm thanh. sung xuê, ta là nham, có chút việc tìm ngươi. Tìm tòi, nhìn đổi mới nhanh nhất sách. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 83 Nhà mới Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Trong hang núi yên tĩnh không tiếng động, đa lòng núp ở bên tường, cầm tảng đá trên mặt đất tô tô vẽ vẽ. Hắn ở tính toán lần này thủ đoạn sau khi thành công, kế tiếp bước đi. Còn nhà vệ sinh đồ trang trí trên nóc, hắn căn bản là không để ở trong lòng. Minh tâm tư hắn biết rõ, chuyển dụng cụ gì đều không phải sự tình, chính mình dao động xanh la mới là minh căm tức nguyên nhân. len lén liếc minh một chút, đa lòng thần tốc cúi đầu, hắn thật sự đoán không được minh tính cách, có lúc nham hiểm lạnh lùng, có khi lại tốt với ngươi thật dạ Yếm ngồi dựa vào tường biểu hiện dại ra đến bây giờ hắn đều không thể tin được lập xuống bảo đảm bất cứ thật ứng nghiệm sao lại có thể như thế nhỉ thế nhưng hắn tự mình trải qua loại đau khổ này hắn ký ức chưa phai minh cùng xanh la ngồi ở lửa bên cạnh ao còn ở học tập nhìn hình biết vật phát sinh ở đa long cùng dạ yểm nghe tới phi thường kỳ quái âm thanh dạ y vắng mặt đã đi trụ sở nàng đến trợ giúp nham thực hiện đa long kế hoạch đa long như vậy khí trời, ngươi khả năng đi gì? Minh đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi. À, đa lòng nhất lăng, lập tức lộ ra đáng thương vẻ mặt, buồn bã khóc to nói. Ta không nên rời đi, ngươi đừng muốn đuổi ta đi, ta chân chặt đứt, chính mình chuyển tới trụ sở bên kia, mình giơ tay ngăn cản hắn. Ai nói muốn đuổi ngươi đi rồi, ta chuẩn bị chuyển nhà đâu? Ngươi không muốn rời đi à, vậy được, sau đó chính ngươi ở nơi này. Giời à à đa long có loại muốn phun máu cảm giác cái tên này nói chuyện tạm thời đều không theo lẽ thường đâu ta khả năng đi khả năng đi đa long vội vàng gật đầu biểu thị chính mình không thành vấn đề ngươi thật khả năng đi minh nhìn một chút hắn gãy chân này có thể cho hắn giúp ta đa long chỉ chỉ già dạ yểm minh nở nụ cười nói rằng vậy được một lúc ngươi và xanh la thu dọn đồ đạc a à xanh la đứng lên, đi vào ở chỗ sơn động. Mặc dù nàng có chút không nở, nhưng mình tới chỗ nào, nàng tự nhiên muốn theo tới gì. Đa Long cũng nhanh nhảu bò lên, nhảy chân theo xanh la đi vào sơn động. Minh chậm chậm thở ra một hơi. Kỳ thực hắn đã sớm minh bạch, chuyển tới trụ sở bên kia không những ở địa phương lớn, hơn nữa thuận tiện đối với tộc nhân khống chế. Nhưng này tắm trên sườn núi ở đều là nguyên lai lão nhân, lẫn nhau nhận thức, hắn đột nhiên tiến vào rất có thể sẽ gây nên người khác chú ý không thể không nói hắn đối với mình bí mật có chút cẩn thận quá mức nhưng bây giờ đã bắt đầu tiếp xúc phân tán tộc nhân nham cũng sẽ đem một ít tộc nhân lục tục mang về sườn núi hắn lúc này quá khứ lo lắng vấn đề cơ bản thì đã không có mặt khác già dạ yểm bị khống chế sau khi sơn động lại nhiều một người quả thật ở không mở ra cùng lúc đó núi rừng bên trong đang có ba bóng người ở tiến lên phía trước nhất là nham mặt sau theo che phủ diện mạo già dạ y còn có cống đến run lập cập xung xuê. thực sự là cái kẻ ngu Xung xuê nói thầm trong lòng tối ngày hôm qua hắn còn buồn bực nham tìm chính mình làm gì chứ bây giờ hắn rốt cục biết rồi nham đúng là vì để cho hắn chỉ đường bởi vì hắn làm mạnh thủ hạ từng cướp đoạt qua cái khác sơn động cho nên mới để hắn đến mà bây giờ hắn cũng xem rõ ràng nham làm cho bọn họ giao ra đồ ăn nguyên nhân nguyên lai là vì cứu những người này. Đối nhâm như vậy hành vi, hắn phi thường không rõ, cứu này tộc nhân có ích lợi gì. Chỉ vào bọn họ tương lai đánh tới con mồi cho ngươi tự nguyện nộp lên gì. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể đổ cho nham đầu óc có chuyện. Như vậy khí trời, ra ngoài đều có nguy hiểm đến tính mạng. Không muốn dạ y ở, hắn mới sẽ không tới. Chạng vạn trong khi, bọn họ trở về trụ sở, năm nhà nộp lên độ ăn đã dùng hết xâm hồi đến sơn động, mấy cái huynh đệ lập tức xông tới, hỏi. Xung xuê, tình huống thế nào? Nham gọi ta dẫn đường, đi mạnh lục soát núi lúc đoạt lấy sơn động, sau đó đem nọc lên đồ ăn đều phân cho này tộc nhân. Thật không biết hắn tại sao làm như vậy. Xung xuê nói xong, ở lửa bên cạnh ao ngồi xuống, đem hai khối củi gỗ ném vào đi. Mấy người khác sửng sốt chốc lát, đều không hiểu lắc đầu. Đối với mắt đen tộc nhân tới nói, đồ ăn chính là sinh mạng, coi như giàu có cũng không người nào nguyện ý cho người khác. Chỉ có cái này nhằm là gì thể? Ngày mai hắn sẽ không còn đi thôi. Một người lo lắng hỏi. Hắn cũng đoạt lấy sơn động, như vậy khí trời ra ngoài dẫn đường, quá chịu tội. Sẽ không? Sung xuê khoát tay áo, nói rằng. Nộp lên đồ ăn hôm nay liền phân hết, hắn làm sao có khả năng còn ra ngoài? mấy người nghe xong tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, ha ha nở nụ cười, không nộp lên đồ ăn là được rồi. Nhưng mà ở ngày thứ hai, nham vừa tìm tới cửa, mang đi một tộc nhân. Xung xuê hắn bọn đều choáng váng, không phải không có đồ ăn sao? Làm sao còn phải làm cho bọn họ dẫn đường tìm sơn đồng? Chạng vạn bị mang đi người cống đến gần chết trở về, hận không thể nằm nhại lửa ao trên, chửi như tát nước. Cái này nham thực sự là người điên, hắn đem mình đồ ăn đều tặng ra khỏi ngày thứ ba lại có người bị nham mang đi trở về trong khi mắng mỏ càng hung hắn căn bản không đồ ăn chính là để cho ta mang theo biết đường kế tiếp mười mấy ngày nham mỗi ngày đều sẽ mang theo một gã tộc nhân ra ngoài hắn đồ ăn mặc dù đã không có nhưng mình bên kia nhưng có chỉ có điều không muốn để cho dẫn đường tộc nhân nhìn thấy ở sườn núi trụ sở trên cùng gần sát đỉnh núi một bên khác minh xanh la, dạ y, đa Long còn có dạ yểm năm người tiến nhập một rất lớn sơn động. Cùng bọn chúng nguyên lai ở sơn động so với, phải lớn hơn năm lần tả hữu. Hơn nữa ở sơn động hai bên trái phải phân biệt có ba cái sơn động nhỏ. Hang núi này cũng là trải qua tỉ mỉ tu sửa, mặt đất rất bằng phẳng, hơn nữa từng cái sơn động nhỏ đều có lỗ thông gió. Duy nhất khuyết điểm chính là cửa động quá lớn không có che dùng tảng đá hang núi này chỉ dùng thiên nhiên sơn động đổi cửa động quá lớn phỏng chừng là mạnh trời nóng trong khi ở đa long nằm nhòi già dạ yểm trên lưng rất hưng phấn nói quyết định chuyển nhà sau khi hắn rồi cùng xanh la thu dọn đồ đạc có thể không ngờ rằng minh bất cứ ước chừng kéo hơn 10 ngày mới xuất phát khiến cho hắn cho rằng minh lại đang lừa hắn kỳ thực không phải minh không muốn đi mà là đi không dứt sức mạnh tăng lên tới 4 sau đó thân thể cảm giác khó chịu kéo dài Căn bản không có cách nào hành động, hắn cũng không thể để dạ y cổng lấy hắn. Ta nói, ngươi có phải là nên dưới đến rồi. Dạ yểm cực kỳ khó chịu nói. Hắn là cao đẳng ma tộc, nhiếp với minh mệnh lệnh mới đêm này chán ghét tên thổ lại, hàng này bất cứ đổ thừa không xuống. Ngươi gấp làm gì? Không biết là chân ta gãy gì? Lại đợi lát nữa. Đa lòng không có sợ hãi nói. Có tin ta hay không đem ngươi ném xuống? dạ yểm cả giận. Hắn đã sớm không quen nhìn hàng này, những ngày qua đều là đối với mình quơ tay múa chân. Không tin, ngươi vứt một thử xem, rút ra bất tử ngươi. Đa Long cười hắc hắc nói. Dạ yểm tức giận đến óc vỡ vỡ nhảy, nhưng thật đúng là không dám vứt, cái kia ngây thơ cho hắn rút ra sợ. Minh lúc này đi tới dạ yểm bên cạnh, vỗ vỗ Đa Long, nói rằng. Ngươi phát hiện không có, nơi đây giống như không có thuận tiện địa phương. Đa Long lập tức như bị sét đánh, cô đông theo dạ yểm trên lưng rơi xuống, ngẩng đầu lên khóc trồng nói. Ta thật móc không động. Kha 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 kha, dạ yểm nở nụ cười, cảm giác so với ăn ba tô mì thịt bò đều thoải mái. Dạ yểm, lại. Dạ y ở một bên hô một tiếng. Dạ yểm lập tức không nở nụ cười, vui vẻ chạy tới. Minh không lưng đem đa Long kéo dậy, nói rằng. Không cho ngươi đào hầm, cho ngươi đi giúp xanh la thu thập một chút giời ạ à a à thu thập một chút cùng không có thuận tiện địa phương có quan hệ gì đa long trong lòng mắng to sau đó nhảy chân tìm xanh la đã đi minh thấy đa long cười cười đi vào bên trái gần sát cửa động sơn động trước tiên đem giường lớn đem ra để đem tấm này giường mang tới hắn đem nhà kho củi gỗ đều thanh không một mặt khác dạ y đối với già dạ yểm nói ngươi có biện pháp nào hay không liên hệ lão già có lẽ, thế nhưng phải đến hôi tinh linh vương quốc. Dạ yểm trả lời rất thẳng thắn. Hắn không dám ẩn giấu, nếu không sẽ rút ra. Vậy ngươi quay đầu lại đi một chuyến hôi tinh linh vương quốc, nói cho lão già ta không có ở khu vực này, không biết là chạy chỗ nào, hắn thì tuyệt vọng rồi. Dạ y nói. Dạ yểm làm bảo đảm sau khi, nàng hỏi lên tình huống thật, ám hắc ma quốc bên kia quả thật biết mình ở vu yêu tác gia lãnh địa, nhưng cũng không biết là vị trí cụ thể này làm cho nàng thở một hơi đồng thời cũng có chút bận tâm đã dạ yểm có thể tìm tới chính mình người khác cũng có khả năng tìm tới vậy được ta đây liền đi dạ yểm mừng rỡ như điên hận không thể bây giờ thì rời đi nơi quỷ quái này tránh những người này xa xa dạ y lắc lắc đầu nói trước tiên không vội chờ ít ngày nữa có thể minh cùng đi với ngươi a à, dạ yểm choáng váng hắn còn muốn nhân cơ hội này chạy trốn đâu, hắn cảm thấy chỉ cần xa xa né ra, có lẽ có thể thoát khỏi cái kia khủng bố bảo đảm. Có thể Minh nếu theo, hắn còn chạy thế nào? Đi, theo ta ra ngoài tìm tảng đá, phải đem cửa động che lại. Dạ y đi ra ngoài, dạ yểm đi theo phía sau hắn, hồn bay phách lạc. Xanh la mang theo đa lông bận rộn, đối với bố trí nhà mới nàng phi thường để bụng. Yêu mèo cùng mình ở giày đặt gia thú trên, vẫy đuôi, con mắt nhìn chầm chầm quả trứng kia. Minh lúc này lại điều tra hình ảnh, màn hình dưới góc phải nhớ mấy là 166, này hơn 10 ngày thời gian, hắn tổng cộng thu hoạch 204 cái nhớ mấy, hơn nửa nguyên lai like còn lại 12 cái, tổng cộng 216 cái, nhưng hoán đổi khoai tây dùng mất rồi 50. Mà còn lại này, đồng dạng muốn đổi thành khoai tây cùng củi gỗ. Minh có chút đau lòng, nhưng muốn phát triển thế lực, tiêu hao nhớ mấy khẳng định không thể thiếu, UU U đọc sách 32, V đúc V đúc đúc. Úc 97, N Su. Có 109, đây là đa lòng nói giai đoạn trước tập trung vào. Nghĩ đến thế lực làm cho phù hợp sau khi, còn có thể có nhiều hơn nhớ mấy trả trở về, Minh trực tiếp hoán đổi 80 cái nhớ mấy khoai tây, 80 cái nhớ mấy củi gỗ. Còn sót lại cuối cùng 6 cái, Minh không động đậy, đây là đi trong mộng thế giới, hắn còn phải học tập đây. Không lâu sau đó, bên ngoài truyền đến âm âm động tĩnh, già dạ y cùng già dạ yểm đã trở lại, bọn họ làm trở về hai khối đá lớn, đang dùng hòn đá nhỏ đập trong đó một mặt, chỉ có gõ đánh ngang cứ vậy mà làm, tài năng vừa khớp đối đầu. theo buổi sáng vẫn bận đến buổi chiều, cửa động mới coi như đóng kín trên. Này kết thúc mỗi ngày, tất cả mọi người cống đến quá, minh cũng không nhàn rỗi, chuyển đổi xong khoai tây cùng củi gỗ sau khi, thì rời đi sơn động, tìm về tảng đá dựng lửa ao bởi vì hang núi này là trời nóng ở cho nên chỉ có một lửa ao hiển nhiên không đủ dùng các loại đem lửa ao dựng tốt nhằm tìm tới cùng minh đồng thời rời đi mãi đến tận trời tối minh mới vừa về mà vào lúc này bên ngoài vừa vang lên cuồng phong ô ô gào thét một luồng siêu cường dòng nước lạnh bao phủ tảng lớn vùng núi tìm tòi nhìn đổi mới nhanh nhất sách bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video chương 84. Khó có thể tưởng tượng. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Cùng phong gào thét, nhiệt độ còn ở giảm xuống, dù cho trong hang núi ba cái lửa ao đều mạo hiểm ngọn lửa, còn là lạnh lợi hại. Dạ y cùng thanh la đứng lên, hướng đi minh ở lại sơn động nhỏ, mặc dù nơi này có sáu cái sơn động nhỏ, một người phân một đều giàu có, nhưng giường lớn cũng chỉ có một tấm. Đa Long vẻ mặt hâm mộ, lại tại trong lòng khinh bỉ như vậy rộng rãi địa phương, còn ngủ cùng nhau, gần đơn mặt. Dạ yểm ngồi ở một lửa bên cạnh ao, cẩn thận từng ly từng tí từ trong lòng móc ra cái sấy khoai tây, đặt ở lửa ao trên tảng đá đun nóng. Nơi đây duy nhất chỗ tốt chính là đồ ăn rất mỹ vị. Dạ yểm lại giúp ta đem giường cấp cho trên. Đa Long hô. Dạ yểm nhìn Đa Long một chút, nói rằng. Chính ngươi không tay a, à, không can thiệp tới ngươi không thấy chân ta gãy. Chính có khả năng ta còn dùng ngươi. Ta đầu gối cũng đau nhức rất, làm không dứt. Nói nhảm ít thôi, ngươi đầu gối sớm được rồi, một đường cổng ta lại đều không có chuyện gì. Bây giờ vừa trở nên ác liệt không được sao? Ai u, đau nhức. Dạ yểm nói xong, đứng lên nhảy nhảy. Đa long khí con ngươi đều trợn tròn. Dạ yểm thì lại hài lòng ha ha cười không ngừng, hắn đáng ghét nhất cái này đối với hắn quơ tay múa chân loài người. Đa Long thở sâu, trầm mặt hơn nửa ngày, đột nhiên lộ ra nụ cười, chỉ chỉ lửa ao. Ngươi ăn không còn. Dạ yểm cúi đầu xuống, khoai tây không thấy, không cần hỏi cũng là đi tới lửa trong ao. Hắn luống cuốn tay chân tìm đến nhánh cây, ở lửa trong ao lây. Nên. Cho ngươi n sắc. Đa Long vui vẻ cười to, xoay người giật giật trở về chính mình sơn động nhỏ tới cửa động, hắn còn không quên quay đầu lại lại nhìn một chút. Ai nha? Đa Long cảm giác đẩy ta một chút, cả người về phía trước đánh gục, hét thảm một tiếng. Dạ yểm vừa ngẩng đầu, cười hắc hắc nói. Nên. Cho ngươi n sắc, ai u. Hắn không để ý, hỏa tinh tử bay đến trên tay. Minh trong hang núi, ba người che kín dậy đặt gia thú, chen chúc tại trên giường lớn. Minh vốn muốn có chính mình sơn động, nửa trong mộng thế giới sẽ không dùng chạy ra ngoài nhưng sau đó hắn phát hiện mình quá chắc hẳn phải vậy coi như thanh la cùng dạ y không tiến vào hắn đột nhiên biến mất lâu như vậy cũng không gạt được mọi người thanh la sáng sớm ngày mai ta phải đi ra ngoài một chuyến lần này thời gian có thể lâu lâu gì cái kia không phải phải rất muộn mới vừa về bên ngoài vừa nổi gió rất lạnh ngươi nhớ tới nhiều mặt điểm a thanh la quan tâm nói biết rồi. Minh gật gật đầu, nhắm lại con mắt. Thanh la hướng về Minh bên cạnh chen lấn chen, yêu mèo kêu một tiếng, theo hai người trong khe hở trốn thoát. Dạ y nằm ở một mặt khác, cũng lặng lẽ hướng về Minh bên cạnh hơi di chuyển. Đêm dần khuya, gió to đem nhiệt độ kéo đến cực thấp, trụ sở trên sườn núi trong hang núi, cái thứ nhất nộp lên đồ ăn hai cha con núp ở lửa bên cạnh ao, dùng da thú đem mình bọc thành bóng. Cách bọn họ không xa, trong một cái sơn động chỉ có ba người phụ nữ, các nàng cũng vây quanh ở lửa bên cạnh ao, khoác da thú, ngăn ra một đoạn liền hướng lửa trong ao vứt củi gỗ, ngọn lửa nhảy lên đến rất cao. Có thể coi là như vậy, các nàng đều cảm thấy lạnh. Xung xuê bọn họ ở lại sơn động, tất cả mọi người vây quanh lửa ao ngủ, một gã tộc nhân chuyên môn phụ trách chăm củi. Trên cùng trong hang núi, nhằm cũng lạnh đến mức ngủ không được. Hắn trải qua không ít cái mùa đông, cái này mùa đông là lạnh nhất chuyển đường buổi sáng minh từ nhỏ sơn động đi tới nhất thời run lập cập còn không có đi ra ngoài thì lạnh không chịu được sơn động lớn ba cái lửa ao đều dập tắt lạnh không được đem ba cái lửa ao đều đốt minh thích ứng một lúc lúc này mới đẩy ra cửa động tảng đá bên ngoài cùng phong gào thét cuốn lên đầy trời tuyết sương mù thổi đến mức con mắt đều không mở ra được Minh Mạo Hiểm Phong ra bên ngoài miễn cưỡng đi rồi một đoạn thì không chịu nổi, căn bản không để ý tới thay quần áo, liền điều tra hình ảnh, điểm trúng địa cầu khối lập phương. Xuất hiện lần nữa, còn là ở thẩm hân nhà trong khách phòng. Lần này không có hình ảnh lựa chọn, hắn quan minh điểm chỉ có 6 cái. Trong phòng sạch sẽ gọn gàng, với hắn rời đi trong khi gần như, hơn nữa không ai, điều này làm cho Minh thở phào nhẹ nhõm, hắn lo lắng nhất chính là có người ở minh cũng không có nhanh chóng động tay chân còn không có chậm chạp tới đây chứ hắn mở ra hình ảnh dưới góc phải quan minh điểm mặt sau lại đã biến thành linh chậm một lúc minh thần tốc hoáng đổi được rồi tới street bảy phần quần cùng giày xăng đan kéo cửa phòng ra đi vào sân trong sân im ắng không có bất kỳ ai hơn nữa liền đại hát chưa từng ở thẩm hân vừa không ở nhà minh có chút buồn bực mỗi lần tới đều đuổi tới thẩm hân ra ngoài Đi tới sân cửa, Minh đưa tay đẩy một cái, không có thúc đẩy, hắn phỏng chừng từ bên ngoài đã khóa, tựa như lần trước giống nhau. Suy nghĩ một lúc, Minh quyết định đi trường học tìm Vương Triệu Điền, sau đó hai lần bò lên trên cao hơn 3 mét tường viện, ung dung lộn ra ngoài. Quả nhiên là nhíu mày. Minh liếc mắt nhìn cửa lớn, dọc theo sơn đạo hướng về trường học đi đến. Sắp đến trưa rồi, bên này khí trời nóng bức, cùng hắn thế giới kia hoàn toàn là hai thái cực chỉ chốc lát sau minh thì ra một thân mồ hôi khi đi đến lần trước đất lỡ giờ địa phương minh nghe đến một tiếng bắt chuyện vừa quay đầu lại nhìn thấy sơn hoa đang đã chạy tới vừa nhìn thấy ngươi sơn hoa rất cao hứng nhanh chóng nói lần trước ta còn đi thẩm hân nhà tìm ngươi đây kết quả thẩm hân nói ngươi đi rồi buổi trưa hôm nay nhất định ở nhà ta ăn cơm lần trước ngươi không có tới cha ta đều nói ta nói đến một nửa Sơn Qua lúc này mới nghĩ đến Minh nghe không hiểu, gãi đầu cười cười, lôi kéo hắn hướng về dưới chân núi đi. Minh rút tay về, lắc lắc đầu, chỉ chỉ trường học phương hướng, hắn còn muốn đi tìm Vương Triệu Điền đâu. Sơn Qua lại không hiểu hắn ý tứ, nói rằng: "Ngươi tìm thẩm hơn gì? Nàng không ở nhà, cùng với nàng em trai đi trấn bên trong." Minh lại lắc đầu, nghĩ đến muốn từ từ phát âm: "Vương." Già, Sư, hắn nhớ tới thẩm hơn chính là như vậy gọi Vương Triệu Điền. "Hả, Sơn Hoa đã hiểu," gật đầu nói. "Ngươi không cần đi trường học, đi trước nhà ta, một lúc ta cho Vương lão sư gọi điện thoại. Hắn cũng cho chúng ta nhìn thấy ngươi thì thông báo hắn đâu?" Sơn Hoa giải thích nửa ngày, mình mới biết được Vương Triệu Điền sẽ đi Sơn Hoa gia, lúc này mới gật gù theo Sơn Hoa đi. Theo sườn núi đất đạo một đường đi xuống, lưng chừng núi sườn núi xuất hiện từng mảng từng mảng xanh mực thực vật, phi thường chỉnh tề xếp đặt. Ngô mới vừa gieo xuống, nếu buổi chiều hai tháng, có thể ăn non hạt bắp. Sơn qua khu tay múa chân cho Minh giải thích. Một hồi lâu, Minh lộ ra vẻ kinh ngạc, ăn gì đó bất cứ có thể chính mình trồng, hắn trước đây theo không nghĩ tới. Đi tới đất ruộng vừa, Sơn qua hô hai tiếng, không một chút trong đất đi ra một mặt quần áo khoác dài cường tráng đại hán. Sơn Qua nhanh chóng chỉ vào Minh nói. Cha, hắn chính là tên tiểu khất cái kia. Cường tráng đại hán vừa nghe, lộ ra nụ cười, bước nhanh đi tới, đối với Minh bô bô nói rồi một đống nói, đúng là so với Sơn Qua tốc độ nói còn nhanh. Cha ta nói cảm ơn ngươi đây. Sơn Qua cười ha hạ giải thích. Trở về cho ngươi mẹ làm thịt con gà, ta đi quầy bán đồ lặt vặt mua chút ruột hung khói gì. Tráng hán nói xong cũng vội vàng đi rồi, Sơn Hoa dẫn Minh lại từ nguyên đạo trở về. Sơn Hoa gia theo ở ngoài quan sát cùng thẩm hơn nhà gần như, nhưng sau khi tiến vào nhưng có rất lớn bất đồng. Sơn bên tường trồng rất nhiều rau dưa, hành lá, hẹ, cà chua, giữa viện còn có hai một cây cây táo. Một đám thả trong gà đi tới đi lui, gần sát ở chỗ còn có cái chuồng lợn, ở chỗ có hai đầu heo. Chuồng lợn bên cạnh là một lều, trong láng có một con lừa. Nhà hắn cũng có con chó, bất quá là màu vàng, so với đại hắc nhỏ hơn một chút. Nhìn thấy Minh sau gâu gâu thét lên ầm ỉ. Minh nhìn thấy trong sân tình hình hết sức kinh ngạc, này thú hoang bất cứ không chạy. Quá thần kỳ. Hắn đang nhìn hình biết vật bên trong thấy qua những động vật này, đương nhiên cho rằng là thú hoang giả loài chim. Mãi đến tận sơn qua mẹ đi tới nói chuyện, Minh mới phục hồi tinh thần lại sau đó hắn tận mắt thấy Sơn Hoa mẹ bắt được một con giống chim đi vào nhà bếp. Sơn Hoa lôi kéo Minh ngồi ở dưới cây táo, hỏi. Ngươi lần trước đã chạy đi đâu, thẩm hân tìm ngươi rất lâu. Sau đó vương lão sư cũng theo tìm ngươi. Minh căn bản không nghe lọt tai, hắn một lúc nhìn gà, một hồi nhìn chuồng lợn, một hồi vừa nhìn lừa lều. Hắn có phải liền gà, heo, lừa cũng không biết gì. Sơn Hoa phát hiện Minh hứng thú, lôi kéo hắn đứng lên đi tới ổ gà bên cạnh đưa tay đi vào lấy ra hai viên trứng gà minh càng hiếu kỳ trứng gà hắn nhận thức thẩm hân làm trứng xào cà chua trong khi hắn ngay ở bên cạnh những thứ này đều là ta nuôi trong nhà sơn Hoa bắt đầu thập phần kiên nhẫn cho minh giải thích làm minh biết này thú hoang đều là người nuôi đến ăn so với biết được đồ ăn có thể trồng trọc đi ra càng thêm kinh ngạc quả thực khó có thể tưởng tượng không trách trong mộng thế giới người không thiếu ăn nguyên lai bọn họ căn bản không cần săn bắn. Ngày đó bọn họ đánh răng nanh heo, vốn là đang ngoạn nhi, Minh đang nghĩ tới, sơn qua ba ba dẫn theo một đống thịt đã trở lại. Mà vào lúc này, Vương Triệu Điền đang chạy tới sơn qua gia. Hoàng lãng, tiểu khất cái lại xuất hiện, ở học trò ta trong nhà. Vương Triệu Điền bấm hoàng lãng điện thoại. Lần trước biết được Minh xuất hiện ở sơn thôn, hắn thực sự là khiếp sợ vô cùng, làm sao cũng nghĩ không thông, Tiểu Khất Cái là thế nào theo bệnh viện chạy về ngọn núi. Tiếp theo bọn họ chú ý điểm vừa về tới sơn thôn, căn cứ dĩ vãng phỏng đoán, tiểu Khất Cái chừng một tuần lễ sẽ xuất hiện. Nhưng mà, một tuần trôi qua, tiểu Khất Cái còn là hình bóng không thấy, bọn họ không thể không từ bỏ chờ đợi. Không ngờ rằng, qua nửa tháng, Sơn Oa gọi điện thoại tới nói, tiểu Khất Cái lại xuất hiện. U85, đọc sách đúc đút đúc đút đúc. UUKN Su 46, Com 32, ta và Hoàng Cương đều ở đây thủ đô, không có cách nào chạy trở về. Ta để Trương Tiểu Lượng đi đón hắn. Hoàng Lãng nói rằng, Trương Tiểu Lượng, có đáng tin cậy hay không a? À? Vương Triệu Điền Trần chờ hỏi, Hoàng Đông Vũ đã nói, đó là một mười phần hai hàng. Đông Vũ cùng Lý Giao đều không ở, cũng là Trương Tiểu Lượng với hắn nhận thức, Hoàng Lãng nói. Vậy được rồi, bất quá ta có thể không có cách nào đi theo, trường học sửa chữa lại, ta phải nhìn chầm chầm. Vương Triệu Điện nói. Đối với tên tiểu khất cái này hắn thực sự là nhọc lòng rất. Không lâu sau đó, trong khi một khu nhà trong khách sạn lớn cùng một đám bằng hữu la lối ông sầm trương tiểu lượng nhận được hoàng lãng điện thoại, cao hứng nhảy lên. Được được được, ngươi yên tâm, ta vậy thì đi, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu lượng ca, ngươi đi làm gì, hôm nay tiểu bằng sinh nhật, buổi tối còn đi đế hào hải đâu. Một gã nhụm tóc vàng thanh niên nhìn Trương Tiểu Lượng phải đi, lớn tiếng hỏi. Các ngươi đi này à, ta có chánh sự. Trương Tiểu Lượng nói xong, kéo dài phòng ngăn cửa đi ra ngoài. Tìm tòi, nhìn đổi mới nhanh nhất sách. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 85 Học thật nhanh Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Nguyên lai gà là không biết bay, không trách đâu. Heo cảm giác cùng răng nanh heo rất giống A, à, lừa không phải dùng để ăn gì, Minh đối với này da súc da cầm cảm thấy hứng thú vô cùng. Sơn Hoa đưa đến một cái bàn lớn, đặt ở cây táo phía dưới, rất nhanh một phần mâm đồ ăn đã bưng lên, có gà có cá có thịt có trứng, phi thường phong phú một bàn. Chỉ chốc lát sau, Vương Triệu Điền cũng đến rồi, nhìn thấy hắn Minh rất cao hứng, hắn lần này nhớ rồi rất nhiều nhìn hình biết vật bên trong chữ viết vương triệu điền nhưng có chút lo lắng hắn cảm giác đứa nhỏ này cuối cùng còn phải chạy mất lần trước trong bệnh viện nhiều người như vậy chưa từng khả năng coi chừng hắn trương tiểu lượng hắn phỏng chừng rất còn lại có thể bất kể nói thế nào cai còn phải quản bọn họ đều đáp ứng thẩm hơn muốn đem tiểu khất cái đưa đến phúc lợi viện đi hắn còn không rõ ràng lắm hoàng lãng cùng hoàng cương đã có khác biệt ý nghĩ kể cả trương tiểu lượng cùng lý giao không ai muốn đem tiểu khất cái đưa đi. Lúc ăn cơm, Minh nhìn thấy Sơn Oa Ba Ba cùng Vương Triệu Điện trước mặt xếp đặt hai ly nước lạnh, người khác nhưng không có, có chút ngạc nhiên. Sơn Oa bố cười đem chén rượu đưa tới, nói rằng. Đến một hơi nếm thử. Sơn Oa mẹ vội vàng ngăn cản. Ngươi thực sự là, cho hài tử uống rượu gì? Nói xong mở ra một bình lạnh lẽo Sprite, đưa cho Minh. Cái bình này không giống nhau a, à, là màu xanh lục. Minh nghĩ đến muốn, giống như ở hình ảnh kệ hàng khu vực cũng đã gặp. Lấy tới uống một ngụm, Minh không khỏi lộ ra nụ cười. Nước lạnh lẽo, là ngọt, hơn nữa vị rất đặc thù, tốt vô cùng uống. Kế tiếp mọi người đều bị Minh sức ăn kinh trụ, trên bàn một nửa đồ ăn đều là hắn ăn, mới là bánh ăn ba tấm. Minh đồng dạng kinh ngạc. Sơn qua bố cùng Vương Triệu Điền một bữa cơm ăn hạ xuống mới đem trong ly nước uống xong, khẩu so với xanh la còn nhỏ, hơn nữa mỗi uống một hớp, vẻ mặt đều có biến hóa. Cơm nước xong, Vương Triệu Điền luôn mãi cảm tạ, sau đó mang theo Minh rời đi Sơn qua nhà, trở về trường học. Cùng Minh lần trước đến trong khi bất đồng, trường học rất náo nhiệt, ở chỗ có không ít người làm việc, trong khi tu sửa trường học. Vương Triệu Điền đem Minh mang về ký túc xá, cũng không có đi ra ngoài, lần trước hắn rời đi một lúc minh thì chạy lần này hắn quyết định bảo vệ tiến vào phòng minh phát hiện vương triệu điền ký túc xá tràn đầy hầu như đều là sách cùng vở để minh ngồi ở trên giường vương triệu điền bắt đầu lật năm nhất sách giáo khoa hắn nghe thẩm hân nói rồi chuẩn bị dạy cho tiểu khất cái học hán nữ ghép vần tả hữu buổi chiều cũng phải bảo vệ hắn không thể không có chuyện làm cho nên hắn chuẩn bị dạy hắn một chút tiểu khất cái tốt vô cùng học điểm này hắn rất yêu thích cũng may trường học tu sửa văn phòng mỗi một lớp sách đều đặt ở hắn ký túc xá nếu không hắn còn phải đi ra ngoài tìm mấy phút sau hắn tìm được rồi sách giáo khoa sau đó vừa lấy giấy bút a à, ờ ngỗng vương triệu điền bắt đầu dạy minh phát âm minh vốn muốn hỏi chuẩn bị này từ nhưng nhìn thấy vương triệu điền lấy ra sách vở lập tức nhận ra trên sách phù hiệu chính là nhìn hình biết vật bên trong chữ viết phía trên này hắn không quen biết phù hiệu những phù hiệu kia hắn vốn thấy tương đương xa lạ, nhưng Vương Triệu Điền dạy cho hắn phát âm sau khi, hắn đúng là có loại quen thuộc cảm giác, thật giống như này không hiểu ra sao đọc đi ra chữ giống nhau, một lần thì ổn định nhớ kỹ. Học thật nhanh. Vương Triệu Điền rất kinh ngạc, lập tức đánh đủ tinh thần. Cùng lúc đó, Trương Tiểu Lượng đã chạy tới Tân Huyền, lái xe chính là nùng trang cô gái, hắn buổi trưa uống rượu, không có biện pháp, cho nên đêm này em gái tìm tới. Thường hương nghe nói lại muốn đi đón tiểu chánh thái, vô cùng hưng phấn, lái xe nhanh chóng. Tiểu Lượng anh trai, ngươi thật muốn đem tiểu chánh thái lưu bên cạnh a?" Nùng Trang cô gái hỏi. "Đương nhiên rồi, ở phúc lợi viện nào có theo ta tốt." Trương Tiểu Lượng cười hắc hắc nói. "Có thể giải quyết thế nào hắn thân phận? Ngươi là thường lão bản khuê nữ gì? Giải quyết chút chuyện này rất lao lực." để tiểu khất cái ở phúc lợi viện lượng một vòng thân phận không phải có nùng trang cô gái một cước phanh lại phía trước là đèn đỏ nơi đây chính là khải lệ gia viên giao lộ ồ trương tiểu lượng thấy bên ngoài hắn thấy được lần trước đối với mẹ con kia trong khi đi qua người đi hoành đạo hướng bảo hiên phủ đi đến là các nàng thật là khéo nùng trang cô gái cũng thấy được này hai mẹ con mạng thật to lớn không muốn tiểu khất cái chạy nhanh các nàng đã bị khu chết rồi. Nùng trang cô gái nói xong, nổ máy xe, đã đổi đèn. Ở Bảo Hiên Phủ đối diện trong bãi đổ xe, một chiếc màu đen kiệu ngồi trên xe hai gã đeo kính trăm thanh niên, nhìn chầm chầm vào đối với mẹ con kia đi vào Bảo Hiên Phủ. Các nàng bên cạnh cảnh sát nên đều rút lui. Trên chỗ tài xế ngồi thanh niên nói rằng, đương nhiên, bọn họ có bao nhiêu cảnh lực, còn có thể vẫn bảo vệ các nàng. Một người khác nói, chúng ta lúc nào động thủ. Càng nhanh càng tốt, lão bản bên kia đã sắp xếp được rồi, buổi chiều, sơn thôn tiểu học trong túc xá, Vương Triệu Điền cười đứng lên, chậm rãi xoay người. Một buổi trưa, hắn đã đem hán nữ ghép vần dạy xong, tiểu khất cái học cực kỳ nhanh. Hôm nay thì học được này a, à, tham thì thâm, đem hôm nay học cũng cố là tốt rồi. Vương Triệu Điền nói. Mình đang học nghiện đâu, kết quả Vương Triệu Điền không dạy, điều này làm cho hắn có chút kinh ngạc, không biết là tại sao. Vương lão sư, có người tìm. Ngoài cửa truyền đến tiếng la, Vương Triệu Điền đẩy cửa ra, chỉ thấy Trương Tiểu Lượng cùng nùng trang cô gái đi theo một gã thầy giáo phía sau. Nhìn thấy Minh, Trương Tiểu Lượng lập tức lộ ra nụ cười, vui vẻ tụ hợp tới. Minh không có tránh, hắn cùng Trương Tiểu Lượng cũng coi như quen thuộc, sử dụng nó chính là hắn dạy. Một lúc ngươi với bọn hắn đi, lần này tuyệt đối đừng chạy, bọn họ đưa ngươi đi có thể học tập địa phương. Vương Triệu Điền chỉ chỉ trương tiểu lượng. Có điều nhìn thấy minh ngoẹo cổ, cái hiểu cái không hình dáng, Vương Triệu Điền phỏng chừng tự mình nói nói vô dụng, đứa nhỏ này còn phải chạy. Minh cũng không muốn rời đi, hắn cảm thấy cùng Vương Triệu Điền khả năng học được rất nhiều, có điều nhìn Vương Triệu Điền hình dáng giống như không chuẩn bị dạy. Cùng người này cũng được, hỏi một chút nọ đánh như thế nào Châu Ngọc. Mặt khác người thừa kế, thời hạn có hiệu lực một năm này hắn cũng có thể biết chưa, Vương Triệu Điền không dạy, hắn cũng không có biện pháp, hắn còn không biết hán ngữ ghép vần học xong. Hơn nữa, hắn cũng tưởng nhìn nhìn lại đèn đuốc sáng trưng thành thị. Nếu như sử dụng lựa chọn chức năng, phải 50 cái nhớ mấy đâu. Chúng ta đi thôi. Trương Tiểu Lượng tự như quen tay cầm khoát lên Minh trên bả vai. Minh theo bản năng muốn tránh, nhưng một cân nhắc, vẫn không có né tránh. Trương Tiểu Lượng mừng rỡ mỏ đều liệt khai, cùng Vương Triệu Điền bắt chuyện một tiếng muốn đi. Minh đột nhiên đứng lại, thấy Vương Triệu Điền hỏi. Thẩm Hân. Hắn muốn biết Thẩm Hân có thể hay không trở về. Thẩm Hân a, à, mấy ngày này có thể không về được. Vương Triệu Điền nói. Thẩm Hân mẹ nghe nói Lâm Tĩnh có cái trị liệu địa vị cao liệt nửa người địa phương, bởi vì chính trực nóng nhất trong khi lừa bạn cùng đi săn rất ít, cho nên thì mang theo Thẩm Hân ba ba đã đi thẩm hơn 2 tỷ đệ tạm thời đi trong trấn ở tại nhà cậu. Câu nói này rất tốt giải thích, Minh tìm hiểu được sau khi, có chút tiếc núi, lúc này mới xoay người theo trương tiểu lượng đi ra ngoài. Ô tô theo vòng quanh núi đường đi xuống mở, Minh nhìn ngoài cửa sổ, lại xúc động ô tô nhanh chóng. Sau đó, hắn lại bắt đầu dĩ vãng hán nữ ghét vần, cái này thật quá tốt dùng, nhìn hình biết vật trên chỗ có chữ viết, đều có thể liều sao đến âm độc. Cứ như vậy, thì không cần tiếp tục phải lần lượt từng cái hỏi dò. Trương Tiểu Lượng không nói chuyện với Minh, hắn biết Minh nghe không hiểu, giải thích lên tương đương lao lực nhi. Thường Hương, ngươi nói như thế nào mới có thể để tiểu khất cái theo ta càng thân cận một vài? Trương Tiểu Lượng suy nghĩ một lúc, hỏi lái xe nùng trang cô gái. Đây còn phải nói mà. Sống phóng túng a, à, trước hết để cho tiểu tử mở mang kiến thức một chút nơi phồn hoa. Thường Hương tự cho là đúng nói. Trương Tiểu Lượng gật đầu liên tục. Không sai, không sai. Minh tò mò nhìn bọn họ một chút, không biết hai người này cười cái gì. Một lúc chúng ta đi Bảo Hiên phủ, trước tiên ăn một bữa. Lần trước chúng ta sẽ không ăn thành, lần này bù đắp lại. Trương Tiểu Lượng cười nói với Minh. Minh nghĩ đến muốn, đối với Trương Tiểu Lượng làm cái viết chữ động tác. Ngươi muốn viết chữ a, đi. Trương Tiểu Lượng lập tức một lần bốc lên cũng may trong xe có bút có giấy Minh tiếp nhận giấy bút siêu siêu vẹo vẹo viết đến thời hạn có hiệu lực một năm Trương tiểu lượng lấy tới biện nhận nửa ngày hỏi nùng trang cô gái hắn viết thời hạn có hiệu lực một năm ý tứ gì a à? nùng trang cô gái nghĩ đến muốn hỏi hắn có phải là hỏi cái gì vậy bảo đảm chất lượng kỳ Trương tiểu lượng rủ xuống mặt nói đây có thể phiền toái ai biết hắn hỏi chính là cái gì vậy A à? ngươi hỏi chính là vật gì không sữa bò thạch đồ uống trương tiểu lượng trong miệng nói ra một chuỗi thực phẩm minh vẽ mặt hồ đồ hắn cảm giác theo trương tiểu lượng là một sai lầm sau đó nùng trang cô gái đều nghe không nổi nữa nói rằng lượng ca hắn hiểu ngươi nói cái kia vài thứ gì trương tiểu lượng cười ha ha cũng là ha dọc đường bọn họ đều đang suy nghĩ thời hạn có hiệu lực một năm sự tình kết quả tới Tân Huyền chưa từng dặn vặt minh bạch. Vừa mới lên đèn, bọn họ đi tới Tân Huyền, Minh vừa thấy được đèn đuốc sáng trưng cảnh tượng. Trương Tiểu Lượng chỉ huy nùng trang cô gái đem lái xe đến Bảo Hiên Phủ đối diện bãi đổ xe, mang theo Minh đi từ trên xe xuống. Ta ăn cơm trước, ăn xong rồi lại nghiên cứu thời hạn có hiệu lực vấn đề. Nơi đây hải sản cháo cùng tôm hùng làm không sai. Các loại ăn xong rồi, chúng ta trước tiên đi tắm, sau đó cho ngươi đem đầu cắt, con trai lưu như vậy tóc dài làm gì, trương tiểu lượng máy hát vừa mở ra, cũng không can thiệp tới minh có thể hay không nghe được đã hiểu, nói lại nhại cái không. Bảo hiên phủ tương đương lửa, bọn họ đến lúc sau đã ngồi đầy, đừng nói phòng đơn, đại sảnh đều không rảnh tòa. Ngươi không sớm thỏa thuận a? Nùng trang cô gái rất bất mãn. U đọc sách V-119, V-U-U-K-97, N-115 hu. C111, M, ta đã quên, trên đường vẫn mua bán lại thời hạn có hiệu lực đâu. Trương Tiểu Lượng phiền muộn nói. Minh nghe đầy đại sảnh mùi đồ ăn, nhìn trên bàn từng đạo từng đạo tinh mỹ thức ăn, hai mắt tỏa sáng. Đây chính là hắn ở trong mộng từng thấy một màn, hắn còn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy. Ung ục. Minh bụng phát ra tiếng vang, buổi trưa mặc dù ăn không ít, có thể bây giờ đã là buổi tối. Các loại tòa a, à, Tân Huyền ngoại trừ Bảo Hiên phủ, ta thật không biết đừng địa phương." Trương Tiểu Lượng nói. Đang vào lúc này, đại sảnh sát cửa sổ vị trí, một cô bé đứng lên, quay bọn họ hô to. "Tiểu tỷ tỷ." "Không đúng, tiểu ca ca." "Minh, Trương Tiểu Lượng, nùng trang cô gái nghe tiếng quay đầu, gặp chính là lần trước cứu hai mẹ con." Tuổi trẻ mẹ đứng lên, đầy mặt ngạc nhiên, không ngờ rằng như vậy khéo léo nàng vẫn muốn cố gắng cảm tạ cứu bọn họ mẹ con hài tử đâu. Tìm tòi, nhìn đổi mới nhanh nhất sách. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 86 Ám sát Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Tuổi trẻ mẫu thân đem trương tiểu lượng bọn họ mang tới chính mình trên bàn, hai mẹ con ngồi chính là một bốn người bàn vuông, năm người chen một chút cũng có thể ngồi mở mặc dù trương tiểu lượng không muốn tập hợp lại cùng nhau nhưng các loại tòa còn không biết tới khi nào đâu cũng chỉ có thể như vậy không đợi trương tiểu lượng mở miệng tuổi trẻ mẹ liền gọi người phục vụ đem ra thực đơn làm cho bọn họ gọi món ăn hiển nhiên là muốn mời khách trương tiểu lượng cùng đùng trang cô gái cũng không từ chối điểm mấy cái bảng hiệu đồ ăn giá cả không ít hạ quyết tâm một lúc chính mình tính tiền gọi món ăn thời gian tâm tâm lấy ra cứng nhắc đụng một cái minh tiểu ca ca, chúng ta nhìn động phát tấm A. Tiểu cô nương cắn chữ còn là không rõ ràng lắm. Minh tò mò thấy cứng nhắc, ở chỗ một con mèo trong khi đuổi con chuột. Mặc dù trong hình có thật nhiều gì đó hắn cũng không nhận ra, nhưng hắn lại nhìn đã hiểu, sau đó không nhìn được nở nụ cười. Tâm tâm cũng đang cười. Này con mèo ngây ngốc, vừa đánh tới kỹ mấy. Nhà ta cẩu cẩu thì so với nó thông minh. Minh căn bản không có nghe tiểu cô nương nói cái gì, hoàn toàn bị thang mổ cùng Kiệt Thủy hấp dẫn, tiếng cười thì không từng đứt đoạn. Bởi vì người tương đối nhiều, tốc độ dọn thức ăn lên rất chậm, tuổi trẻ mẹ cùng Trương tiểu lượng cùng nùng trang cô gái nhắc tới trời. Khi biết được đêm đó Minh theo bệnh viện chạy mất sau vừa trở về vùng núi, kinh ngạc đến không nằm mồm vào được, xa như vậy đường, đứa nhỏ này chạy thế nào trở về, nhưng lại đem quần áo đều thoát sau đó nàng lại cùng trương tiểu lượng dò hỏi tiểu khất cái thích gì, có thể trương tiểu lượng nào có biết, nọ đúng là tính giống nhau, có thể đồ chơi kia không thể tùy tiện mua a. À. Đang tán gẫu bên trong, bọn họ biết hai mẹ con này tên, mẹ kêu ngải vi, con gái kêu ngải tâm. Hai tử theo họ mẹ mặc dù không nhiều, nhưng cũng không mới mẻ, hai người hoàn toàn không kỳ quái. Tiếp theo nùng trang cô gái nói đến buổi trưa thì nhìn thấy mẹ con các nàng, biết được ngải tâm ở khải lệ nhà trong vườn học tập mỹ thuật tạo hình cùng vũ điệu, cho nên mới thường xuyên đến bên này, buổi trưa ngải tâm tan học, ngải viên ngay ở bảo hiên phủ định rồi buổi tối bàn. Vào lúc này, điểm đồ ăn lục tục đã bưng lên, minh sự chú ý cũng theo máy tính bản chuyển dời đến trên bàn. Sau đó hắn thấy ngải vi đặt ở trước chân cô choán ván, thứ này làm sao ăn a à? Một bữa cơm ăn tới gần 10 giờ, Minh cảm thấy chưa hết thòm thèm, này tinh xảo thức ăn ngon quả thật so với thẩm hân, núi gái đẹp mẹ làm cơm ăn ngon. Đương nhiên, làm liều đầu tiên hắn cũng học xong, trương tiểu lượng tay cầm tay dậy. Ngãi vi thấy trống trơn cái đĩa, hết sức kinh ngạc, bắt đầu nàng còn cân nhắc đóng gói đâu, ai biết ăn như vậy sạch sẽ, một nửa đều bị tiểu khất cái ăn, đứa nhỏ này gầy gò yếu ớt, không ngờ rằng có thể ăn như vậy. Vào lúc này, bảo hiên phủ bên trong thanh tịnh rất nhiều, không ít người cơm nước xong đi rồi. Ngãi Vi đứng dậy đi tính tiền, ai biết được quầy phục vụ vừa hỏi, Trương Tiểu Lượng đã sớm kết qua, khiến cho nàng phi thường băn khoăn. Có điều nàng cũng không cùng Trương Tiểu Lượng lập dị, đã kết liễu, nàng nhắc lại ngược lại không tốt. Đoàn người đi ra ngoài, vừa tới cửa, gió lớn thổi ào ào, bầu trời sấm vang chấp giật, mưa to như trút nước xuống. Bọn họ bị chận ở quán cơm, như vậy mưa to, coi như che dù cũng không có tác dụng. Vừa lúc đó, một chiếc xe con theo quán cơm cửa chậm chậm lái qua, trong xe ngồi hai gã đeo kính trăm thanh niên. Ô tô từ từ đi phía trước mở, trên chỗ tài xế ngồi thanh niên nở nụ cười. Thực sự là hiếm thấy khí trời tốt. Tay lái phụ thanh niên gật đầu nói. Nếu lại tới một lần nữa sắm chớp mưa bão thì càng được rồi. Chúng ta làm sao bây giờ, đi theo đám bọn hắn, còn là tay lái phụ người lắc lắc đầu. Không cần cùng, chúng ta đi nàng ở lại địa phương chờ, các nàng sớm muộn phải về nhà xe con mở đi rồi minh bọn họ không có một chút nào phát hiện còn đang chờ mưa tạnh nhưng một lát sau vũ không những không nhỏ ngược lại càng lúc càng lớn minh cúi đầu cân nhắc đến thời gian không ngắn có phải là tìm một cơ hội trốn nếu một mực trương tiểu lượng trên xe đột nhiên bị đuổi về đi có thể sẽ không được rồi không chờ nữa ta đi lái xe trương tiểu lượng gặp vũ không có dừng lại ý tứ Cùng nùng trang cô gái nói Ta đây có dù Ngãi Vi lập tức theo trong bao lấy ra một cái dù Trương Tiểu Lượng nhận lấy Chạy ra quán cơm Lội nước chạy về phía bãi đổ xe Một lát sau Lái xe đến quán cơm cửa Mấy người nhanh chóng lên xe Trên xe Ngãi Tâm cầm cứng nhắc Dạy cho Minh chơi đùa liên tục nhìn Ngãi Vi thì lại nói với Trương Tiểu Lượng Mưa lớn như thế Trên đường không dễ đi các ngươi buổi tối ở nhà ta a à? Không có chuyện gì, ta tài xế lâu năm. Trương Tiểu Lượng ngưu hống hống nói. Gặp Trương Tiểu Lượng nói như vậy, Ngãi Vi cũng không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là đem Trương Tiểu Lượng cùng nùng trang cô gái điện thoại giữ lại. Trên đường có nước động, xe mở khó chịu, lúc này đã qua 10 giờ rưỡi, Tiểu Cô Nương mệt mỏi, đem cứng nhắc đóng lại, ngã vào mẹ trong lòng, buồn ngủ. Chừng nửa canh giờ, xe tiến vào một ánh đèn tối tăm cũ kỹ cư xá. Ở bên trong rẽ trái rẽ phải, cuối cùng đứng tại một tòa nhà ngoại cùng bên trái đơn nguyên. Ngải vi ông lấy đã ngủ ngon giấc ngải tâm, nói với Trương Tiểu Lượng. Cảm ơn các ngươi, trên đường cẩn thận, mở ra cái khác quá nhanh. Ta trước tiên lên rồi. Nói xong, ngải vi đẩy cửa xe ra, cái dù tạo ra, một tay ông ngải tâm, vội vàng đi vào hàng hiên. Để Minh đóng cửa xe lại, trương tiểu lượng chuẩn bị lái xe như vậy khí trời theo tân huyền đến tỉnh thành đoán chừng phải ba tiếng nhưng vào lúc này minh đột nhiên nhìn thấy bên cạnh máy tính bảng vừa rồi tiểu cô nương ngủ ngon giấc tịch thu lên ngãi vi vừa đi được vội vàng đem máy vi tính rơi vào trên xe minh cầm lấy máy vi tính vỗ vỗ trương tiểu lượng trương tiểu lượng vừa quay đầu lại nhìn thấy cứng nhắc vừa muốn nói ta cho các nàng đưa lên minh một cái đẩy cửa xe ra chạy vào hàng hiên ngải vi ông ngãi tâm, từ từ đi lên lầu, trong lòng cân nhắc hai ngày nữa đi một chuyến tỉnh thành, ít nhất đến biết tiểu khất cái tiếng vào cái nào viện mồ côi, đây là lần trước ở bệnh viện lúc Vương Triệu Điền nói. Lên tới lầu hai, mặt trên cầu thang đột nhiên đi xuống hai người, trên người mặc loại kia kiểu cũ áo mưa, mũ che phủ nửa gương mặt, không nhìn ra dáng dấp. Ngãi vi dừng bước lại, nghiêng người tránh ra, hàng hiên hoàn toàn không rộng, hai người song song hầu như thì chiếm hết cho nên hắn làm cho đối phương hãy đi trước. Nhưng vào lúc này, hai người đột nhiên bước nhanh hơn, quay ngải vi vọt tới, áo mưa trong tay áo toát ra sắc bén chủy thủ. Ngải vi đồng tử lập tức trút thành một điểm, tim đập đều phải đình chỉ, trong đầu trống rỗng. Nhưng dù cho như thế, theo bản năng phản ứng, nàng còn là xoay người, trước tiên đem con bảo hộ được. Mặc áo mưa hai người ngẩng đầu lên, dưới ánh đèn có thể thấy bọn họ giữ tận khuôn mặt, sắp sửa giết người nháy mắt bọn họ mặc đều là vặn vẹo. Một cây chủy thủ đâm vào ngải vi phía sau lưng, nhưng ngải vi lại không cảm giác đau đớn, nàng bây giờ chỉ muốn bảo hộ được hai tử. Khác một cây chủy thủ là quay nàng cổ đi, nhưng ngay ở sắp sửa đâm trúng trong khi, một tối như mực gì đó bay tới, vừa vặn vỗ vào đạo tặc trên tay. Bớt đạo tặc cảm giác tự như búa tạ tử nền ở trên tay giống nhau, trong nháy mắt tay thì mất đi tri giác, chủy thủ đánh vào trên vách tường vừa đạn đến hàng hiên độ trang trí trên nóc trên mới rơi xuống. Tên còn lại đã đâm trúng ngải vi phía sau lưng, nhưng chỉ đâm vào một nửa thì không động được, hắn cổ tay bị một cái tay tóm chặt lấy. Tiếp theo, hắn thấy được một tóc dài bé gái, đang đầy mặt vẻ giận dữ nhìn mình chầm chầm. Đây là vừa rồi cùng mẹ con ăn cơm cô gái, nàng là từ nơi nào nhô ra. Đạo tặc trong đầu mới vừa bốc lên cái ý niệm này, thì nghe đến răng rắc tiếng vang, khó có thể chịu đựng đau nhức theo chỗ cổ tay truyền đến, hắn cổ tay bị đột ngột bóp gãy. Theo sát sau, hắn cảm giác bụng bị tần tầng va vào một phát, ngũ tạng lục phủ đều phải nổ tung như, kịch liệt đau đớn làm hắn không nhìn được kêu thảm thiết lên, máu tươi theo khóe miệng chảy ra. Giờ phút này hắn hoàn toàn bối rối, ý thức trong khi tản ra, rất nhanh lâm vào hôn mê. Một cái khác đạo tặc mắt thấy bé gái một quyền liền đem đồng bạn đánh cho nôn ra máu, sợ đến lông tóc dựng đứng sau gáy tê dại, đỡ một cái hàng hiên lan can lật lại, rơi vào trên bậc thang, hướng về dưới lầu lao nhanh. Minh nắm được học máu đạo tặc cổ, giơ tay vứt đi xuống lầu đạo, tiếp theo nhấc chân thì ra bên ngoài đuổi. Chỗ trẻ lầu, Trương Tiểu Lượng cùng nùng trang cô gái đều nghe được một tiếng hét thảm, cũng đều sửng sốt. Theo sát sau bọn họ phản ứng lại, đã xảy ra chuyện. Trương Tiểu Lượng phi thường mạnh, đẩy cửa xe ra muốn xuống xe, cũng đúng lúc này đạo tặc theo chỗ rẽ lầu chạy ra hoảng hốt chạy bừa hắn thật sợ rồi bé gái kia thật sự quá khủng bố hơn nữa xuất hiện đến không có dấu hiệu nào bọn họ thậm chí không nghe có lên lầu tiếng bước chân giờ phút này hắn đầu óc hỗn loạn tưng bừng chỉ muốn mau mau chạy khỏi nơi này nhưng hắn chân trước mới vừa bước ra chỗ rẽ lầu thì cảm giác một nguồn sức mạnh đụng vào tiền vệ trụ to lớn sức mạnh đem cả người hắn đụng phải bay lên tầng tầng vỗ vào Trương Tiểu Lượng trên xe. Xe cửa sau bị nền đến lõm đi vào một tảng lớn, kịch liệt lay động, đạo tặc thì lại trực tiếp hôn mê bất tỉnh. A, à, nùng trang cô gái sợ đến một tiếng kêu sợ hãi. Khe nằm. Trương Tiểu Lượng thì lại trợn tròn cặp mắt, hắn tận mắt thấy Minh đuổi tới người nọ phía sau, một cước đem người nọ đạp bay, này nếu là không có xe chống đỡ, ít nhất đạp bay năm thước trở lên. Minh căn bản không đi quản đạo tặc chạy đến tay lái phụ kéo mở cửa xe, lôi mộng vòng nùng trang cô gái chạy lên lầu. Trương Tiểu Lượng mau mau xuống xe, cũng chạy vào lầu cột. Tiếp theo bọn họ thấy được máu me đầy mặt, ngã vào một hai tầng thang lầu trong lúc đó một cái khác đạo tặc. Khi bọn hắn đến lầu hai trong khi, chỉ thấy Ngải Vi đã ngã xuống đất trên, phía sau lưng quần áo đều bị máu ngâm đỏ. Nhỏ Ngải Tâm đang oa oa khóc lớn. Gọi điện thoại kêu xe cứu thương, cảnh báo. Nùng Trang cô gái chạy tới, trước tiên đem ngải tâm bế lên, sau đó bưng kín ngải vi sau lưng vết thương. Trương Tiểu Lượng thì lại cầm điện thoại, kêu xe cứu thương, sau đó cảnh báo. Ngay ở Trương Tiểu Lượng cùng Nùng Trang cô gái đều đang bận rộn lúc, U u đọc sách về đúc 119, 119, 46, U 117, K97, nghệ sĩ 104, 117. có 109, Minh Yên lặng xoay người, đi xuống thang lầu. Một lát sau, các loại trương tiểu lượng nói chuyện điện thoại xong, mới phát hiện Minh không thấy. Hắn vội vàng chạy xuống lầu, trong xe cũng không có. Sửng sốt hồi lâu, hắn tần tần thở dài một tiếng, đã thông hoàng lãng điện thoại di động. Hoàng lãng, tiểu khất cái vừa không thấy. Xảy ra chuyện gì? Hoàng lãng hỏi. Chúng ta gặp phải lần trước đối với mẹ con kia, trương tiểu lượng đem sự tình nói một lần. Hoàng lãng còn chưa nói, bên cạnh Hoàng Cương Tiên kinh nhạc Người nói cái gì, ngại vi mẹ con bị người ám sát. Cảnh sát đến rất nhanh, ở Trương Tiểu Lượng trước khi, lầu hai hộ gia đình đã báo cảnh sát. Bọn họ nghe đến kêu thảm thiết, ai cũng không dám đi ra ngoài. Tiếp theo 120 tiếng lại, ngải vi bị mang tới đi lên, nùng trang cô gái mang theo ngải tâm, cùng ở trên xe cứu thương. Trương Tiểu Lượng thì lại cùng cảnh sát đi rồi. Mà vào lúc này, mình đang đội mưa, lung tung không có mục đích đi ở đầu đường. Tìm tòi, nhìn đổi mới nhanh nhất sách. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 87 Công lớn Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Giải quyết hai gã đào tặc sau khi, mình cũng không để lại, Trương Tiểu Lượng cùng nùng trang cô gái sẽ xử lý mặt sau sự tình, tự như lần trước tai nạn xe cộ giống nhau, lại có xe cứu thương mang tuổi trẻ mẹ đi bệnh viện trị liệu, chính mình đứng ở nơi đó cũng cứu không được người. Hơn nữa người càng nhiều, hắn trở về lại là một chuyện phiền toái. Vũ nhỏ, nhưng còn tại hạ, minh đã bị thấm ướt, nhưng hắn tự như không cảm giác chút nào, theo đường phố đi về phía trước, lung tung không có mục đích. Hắn trong đầu muốn còn là vừa rồi hai cái chủy thủ đâm về ngải vi một màn. Hắn cầm cứng nhắc chạy lên lầu mục đích, vốn là muốn thừa cơ chạy mất miễn cho ở trên xe trước mặt Trương Tiểu Lượng cùng nùng trang cô gái mặt bị đuổi về đi. Có thể không ngờ rằng lại nhìn thấy như vậy một màn. Mặc dù hắn ở trên TV từng thấy chiến tranh, từng thấy thê thảm cảnh tượng, nhưng thẩm hơn nói đó là trước đây thật lâu sự tình. Ở trong lòng hắn, thế giới này là tốt đẹp, mọi người đều là có lòng tốt, thẩm hơn, Vương Triệu Điền, Trương Tiểu Lượng, Hoàng Đông Vũ, núi gái đẹp một nhà, mỗi người đều đối với hắn rất tốt, hắn yêu thích thế giới này nhưng trong hành lang nhìn thấy một mạng lại đem trong lòng hắn tốt đẹp phá vỡ cho nên hắn ly kỳ phẫn nộ nguyên lai trong mộng thế giới cũng có vết chóc cũng có tràn ngập ác ý người minh hít một hơi thật sâu tiếp tục đi đến phía trước ở thế giới này nhìn thấy mỗi một dạng gì đó mỗi một sự kiện hắn cũng có nhớ kỹ trong lòng tân huyền công an cục cục trường bạn công thất bên trong ngồi mấy người một gã cảnh sát trẻ tuổi cầm văn kiện trong khi nói chuyện ngải vi đau đớn ở sau lưng, chỉ có một đau, thiếu chút nữa thì đâm tới trái tim. Ám sát ngải vi hai người bị bạo lực đã kích, một người trong đó cổ tay gãy xương, dạ dày, chỗ lá gan đều xuất hiện tổn thương nghiêm trọng. Tên còn lại xương sống gãy, toàn thân nhiều chỗ gãy xương. Căn cứ Trương Tiểu Lượng nói, đã thương hai người này, chính là lần trước ở giao lộ cứu ngải vi mẹ con hài tử. Nói câu nói sau cùng lúc, cảnh sát trẻ tuổi trên mặt mang theo vẻ khiếp sợ hắn còn nhớ rõ cái này tóc dài, giống như tiểu cô nương hài tử, bởi vì hắn chạy trốn so với bác nhĩ đặt đều sắp. Ngồi ở trung gian giám đốc, cục trưởng nói rằng, có thể, một lúc thì cục người chạy tới, đem điều tra kết quả giao cho bọn họ là được. Một bên hình cảnh đội trưởng hỏi, giám đốc, cục trưởng, cái kia đã thương người không thấy hài tử, chúng ta có phải là tìm xem? Giám đốc, cục trưởng lắc đầu nói. Người này không cần phải xen vào, thì cục người sẽ xử lý. Ngươi bây giờ lập tức sắp xếp người, 24 giờ canh giữ ở bệnh viện, ngoại trừ bác sĩ y tá, bất luận người nào đều không cho phép gần sát cái kia hai phạm nhân. Là Đội trưởng chào một cái, xoay người đi ra ngoài. Tiếp theo giám đốc, cục trưởng rồi hướng cảnh sát trẻ tuổi nói. Lập tức đem cư xá chung quanh hết thảy theo dõi điều lại, thì cục người rất nhanh sẽ đến. Các loại thanh niên cũng đi rồi, hai người khác hỏi giám đốc cục trưởng vụ án này có phải là giám đốc cục trưởng gật gù trước mặt một đoạn nổ tung án có quan hệ có điều cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm hơn một giờ ba chiếc xe việt giả mở tiếng vào công an cục một đám người vội vội vàng vàng đi vào cao ốc cùng lúc đó hoàng cương cùng hoàng lãng trong khi chạy tới tân huyền trên đường nhận được trương tiểu lượng điện thoại sau khi bọn họ thì trực tiếp tới trên xe hoàng cương trong khi gọi điện thoại vốn âm trầm trên mặt từ từ hiện ra nụ cười một lát sau hoàng cương cúp điện thoại như trút được gánh nặng thở ra một hơi các ngươi tới tân huyền là vì bảo vệ đối với mẹ con kia hoàng lãng hỏi bây giờ này đã không phải bí mật gì là hoàng cương gật gù nói rằng ít nhiều tiểu khất cái a không muốn hắn ngải vi mẹ con thì xong hoàng lãng câu mày hỏi đối với mẹ con kia có cái gì đặc thù, còn có người tiêm giết bọn họ. Hoàng Cương lần này không có lãng tránh, nói rằng. Còn nhớ rõ nổ tung lần đó gì? Bị tạc đi ra người nọ là tập độc đề phòng. Hoàng lãng lông mi nhấc lên, thấp giọng nói. Năm vùng. Hoàng Cương gật gật đầu, không nói gì. Nhưng Hoàng lãng đã hiểu, tập độc đề phòng, ngải vi mẹ con, nổ tung, bảo vệ, ám sát, này rất dễ dàng có thể liên hệ tới. Này kẻ buôn ma túy đã vậy còn quá hung hăng ngang ngược. Hoàng lãng hỏi. Hoàng cương gật gù. Cái kia những người này so với ngươi tưởng tượng còn muốn điên cuồng. Có điều cái kia hai cái ám sát ngải vi mẹ con người không chết, chuyện này với chúng ta tới nói là một thiên đại tin tức tốt. Kể ra hai người kia mỏ, thì có hy vọng xóa sạch tỉnh thành lớn nhất hang ổ tiểu khất cái lần này lập công lớn không phải tiểu khất cái lập công lớn, nên là các ngươi, hoàng lãng nói đến đây vẻ mặt đột nhiên thay đổi, hỏi. Ta có phải là vừa biết rồi không nên biết sự tình? Hoàng cương nhếch miệng nở nụ cười. Đúng vậy, cho nên khoảng thời gian này, ngươi và trương tiểu lượng, còn có thường hương nha đầu kia, gì cũng đừng nghĩ đã đi, ban đêm ba điếm. Ba giờ, hai người chạy tới tân huyền công an cục, đi trước nhìn trương tiểu lượng. Hàng này hưng phấn không được, khu tay múa chân nói tiểu khất cái lợi hại cỡ nào, một cước đem người đạp bay, vải len đấy vải len đấy. Hoàng lãng cùng hoàng cương nghe được trận mắt ngoát mồm. Ở cái tên này trong miệng, tiểu khất cái quả thực là vô địch siêu nhân, một cước có thể đem người đạp bay mấy chục mét, người nọ còn sống sao. Rời đi trương tiểu lượng, hoàng cương nói với hoàng lãng. Đông vũ nói đối với, ta cũng cảm thấy ngươi bớt cùng trương tiểu lượng tạm tạm thật là tốt sau đó bọn họ đi tới hình cảnh đội bạn công thất, mấy cái thị cục người đang vây quanh tiểu lương, phân tích video theo dõi. Như thế nào? Tìm được rồi gì? Hoàng Cương hỏi. Đứa bé kia từ tiểu khu sau khi đi ra, vẫn đi tay đi, trên đường theo dõi có thể nhìn thấy, nhưng cuối cùng đi tới cầu vượt phía dưới dải cây xanh, đột nhiên đã không thấy tâm hơi. Tiểu Lương nói. Hết thảy theo dõi đều tra xét. Hoàng Cương hỏi. Đều tra xét có điều mặt phía bắc có một cái đường nhỏ, cái hướng kia không có theo dõi, không biết là có phải là hướng về bên kia chạy. Hoàng cương hoàng cương trầm mặt chốc lát, trong lòng thở dài. Căn cứ mấy lần trước kinh nghiệm, muốn tìm được tiểu khất cái là không có khả năng. Hoàng lãng nghi hoặc mà nói thầm. Kỳ quái, đứa nhỏ này bây giờ rời đi làm sao không cởi quần áo phục rồi, tân huyền đệ nhất y viện bên trong, nùng trang cô gái ông ngãi tâm, ngồi ở hàng hiên trên ghế, cầm trong tay một trên màn ảnh tràn đầy vết trạng máy tính bản. Tiểu cô nương đã ngủ ngon giấc, nằm nhòi đụng trang cô gái trong lòng, trên mặt còn mang theo nước mắt, lông mi cũng hơi nhíu. Trọng chứng giam hộ thất bên trong, ngải vi đã đã tỉnh, nàng trên mặt toát ra may mắn vẻ mặt, ở trong hành lang, nàng hôn mê một khắc trước, thấy được tiểu khất cái bóng người. Một cái khác phòng bệnh, một tên trong đó đạo tặc vẫn còn trong hôn mê, tên còn lại toàn thân cột lấy băng gạt, như cái xác ướt, hắn trừng trừng thấy trắng như tuyết trần nhà, trong ánh mắt tràn đầy kinh khủng. Bé gái kia, quả thực không phải người. Một thế giới khác, như trước cùng phong gào thét. Đa lông núp ở lửa bên cạnh ao, nước mắt trưng rưng, hắn là nghẹn. Mình đi rồi một ngày, hắn thì rộng rã một ngày không thuận tiện. Bên ngoài quá lạnh, căn bản không ra được, ở bên ngoài thuận tiện nhất định sẽ bị đông cứng trên, vậy hắn hạnh phúc thì thật xong đời. Bây giờ hắn phi thường hoài niệm nguyên lai sơn động, hoài niệm cái kia hắn tự tay đào một nửa hố. Kỳ thực chuyển nhà trong khi hắn nghĩ tới rồi vấn đề này, cần nhắc đến nham nơi đó có bồn chứa, có thể giải quyết, cho nên thì không để ý ai nghĩ đến minh nói đi thì đi, hơn nữa thổi lên gió to, nhiệt độ vừa rơi xuống như vậy thấp. Như vậy khí trời, cũng chỉ có già dạ yểm cùng già dạ y khả năng đi ra ngoài, theo nhằm nơi đó bắt lại bồn chứa trở về có thể một mực dạ y ra ngoài cho phân tán tộc nhân đưa thức ăn, vẫn không trở về như minh. Còn giả dạ yểm, hàng này nhìn thấy chính mình như vậy, cao hứng đều phải nhảy cẩn lên, còn hy vọng hắn giúp mình. Thanh la, đem ngươi bồn chứa cho ta sử dụng được không? Đa Long vô cùng đáng thương hỏi. Không được. Thanh la kiên quyết lắc đầu, bọn họ chậu sành là ăn cơm dùng. Đa Long con ngươi chuyển động, hỏi. Ngươi không nghẹn hoảng gì? không ngẹn a à. Thanh la cười cười, xoay người đi vào sơn động nhỏ, núp ở trên giường lớn, lấy ra nhìn hình biết vật. Đa Long sững sờ thấy thanh la sơn động, hồi lâu không nói nên lời. Ai da nghẹn chết ta rồi, thuận tiện một chút. Dạ yểm đứng lên, cười ha hả đi tới cửa động, đẩy ra tảng đá đi ra ngoài. Giời à à, đa Long trong lòng mắng to, lúc này mới nhiều một lúc, dạ yểm đều đi tiểu mười mấy lồi, người hắn gì giải nhiều lần a. À đi ra ngoài đem tảng đá ngăn lại, không biết là rất lạnh gì. Đa Long quay bên ngoài hô to. Kha 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 kha, cử động truyền đến dạ yểm tiếng cười. Mẹ nó, không được ngay ở trong sơn động thuận tiện, cái ý niệm này lóe lên, đa lòng nhanh chóng lắc đầu. Chính mình nếu là thật vậy làm, Minh trở về nhất định trừng trị chính mình. Vừa lúc đó, dạ y đã trở lại, trong tay dẫn theo hai cái rưỡi cao bồn chứa. Dạ y, ngươi có thể đã trở lại, Đa Long cảm động đến nước mắt chảy ròng, theo dạ y trong tay tiếp nhận một bồn chứa, tam hạ lưỡng hạ thì trèo tiến vào chính mình sơn động nhỏ. Dạ yểm từ bên ngoài tiến đến, nhìn một chút dạ y trong tay bồn chứa, bất mãn mà nhỏ giọng thầm thì. Thật không có ý nghĩa. Hứa cửu, Đa Long dễ dàng từ nhỏ sơn động nhảy ra, đắc ý quay dạ yểm nhíu nhíu mày, trên mặt lại lộ ra hẹn mọn nụ cười. Một lát sau, thanh la dạ đi ra sơn động nhỏ đem một đống khoai tây ném vào chỉ còn cho tàn lửa trong ao sau đó che lên che trời tối xem ra minh đêm nay chắc là sẽ không đã trở lại đa long dùng đen sẫm bộ tộc ngôn ngữ nói rằng làm sao ngươi biết dạ y cau mày hỏi có phải ngươi không phát hiện minh ra ngoài thời gian ở từ từ gia tăng gì lần trước hắn chính là nửa đêm trở về lần này phỏng chừng chạy sáng sớm ngày mai Đa Long lớn tiếng nói. Dạ yểm canh giữ ở sấy khoai tây lửa ao, u u đọc sách 119, về đúc về đúc. U can 104, 117. C ông nghe đến Đa Long nói, trong lòng chính là hơi động. Minh vắng mặt, cái kia bảo đảm còn có thể tạo tác dụng gì? Nếu như ta bây giờ thoát đi nói. À, dạ yểm đột nhiên hét thảm một tiếng, hai tay ông đầu ngồi ở, chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, khuôn mặt bắp thịt càng không ngừng rút ra hắn đây gì là cái gì bảo đảm a à? như vậy tà môn ta thì nghĩ đến muốn dạ yểm thống khổ không ngớt hắn thật không nghĩ tới suy nghĩ một chút cũng sẽ bị trừng phạt cũng quá nghiêm khắc nên quất chết ngươi cho ngươi ban ngày kích thích ta đa long cúi đầu khà khà cười gượng nhìn thấy dạ yểm thống khổ hình dáng hắn có thể vui vẻ ban ngày tích góp oán khí cũng tiêu tán rất nhiều một lát sau và yểm lấy lại sức được cũng không dám nữa muốn chạy trốn chuyện ngồi ở lửa bên cạnh ao cúi đầu không nói thanh la lúc này đứng dậy mở ra vùi lò phiến đá từ bên trong đem nướng kỹ khoai tây một một chọn lựa đi ra Miu yêu mèo nhìn thấy vừa ăn khoai tây quay thanh la kêu hai tiếng chậm rì rì đi tới cửa động móng vuốt nhỏ một lây, đóng kín cửa động tảng đá mở ra sau đó vèo lao ra ngoài tìm tòi nhìn đổi mới nhanh nhất sách bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 88 Tự chủ trở về Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Mèo, trở về Thành là đứng lên hô to, con mèo nhỏ là của nàng cho yêu mèo lên tên, nhìn hình biết vật trên có mèo hình vẽ, Minh nói cho nàng. Mặc dù đứng lên, nhưng nàng không dám ra bên ngoài đuổi, bên ngoài quá lạnh, gió lạnh theo cửa đồng thổi vào, trong sơn động nhiệt độ lập tức hạ thấp rất nhiều. Đa Long cười đến càng vui vẻ, vừa một muốn xui xẻo, lại dám thừa dịp minh vắng mặt chạy trốn, nhất định quất chết ngươi. Trong lòng nghĩ, Đa Long sờ sờ trên mặt nhật nhạt vết sẹo, có loại lớn kẻ thù đến báo cảm giác. Vốn cúi đầu không nói dạ yểm cũng ngẩng đầu lên, chờ yêu mèo với hắn giống nhau, có cùng hắn rút ra, hắn tâm tình tốt hơn rất nhiều. Nhưng mà, yêu mèo cũng không có chạy trở về, Bọn họ cũng không nghe tiếng kêu thảm thiết, giống như yêu mèo thật chạy. Dựa vào cái gì a? À? Dạ Yểm đầu tiên không chịu nổi, dựa vào cái gì tự mình nghĩ một chút thì rút ra, mà thú chạy mất đều không có chuyện gì, Dạ Y không phải nói nói gì như chính mình bảo đảm. Hắn trong lòng vô cùng không thăng bằng, dương mắt nhìn hướng Dạ Y, cái thứ nhất nghĩ đến chính là Dạ Y ở lừa hắn. Có thể Dạ Y bây giờ cũng mộng rất, nàng cũng không ngờ rằng yêu thú sẽ chạy mất tại sao lại như vậy vì sao yêu mèo chạy trốn sẽ không bị trừng phạt đa lòng con ngươi chuyển động thầm nghĩ trong lòng không phải là quyển gia thú mất linh đi hay là ta cũng thí trong giây lát đa lòng rùng mình một cái thầm mắng một tiếng không đầu óc a à, làm sao có khả năng là mất linh nhất định là ma thú không muốn chạy không biết là đi ra ngoài làm cái gì nếu như quyển gia thú mất linh mà thú thực lực khả năng giết sạch tất cả mọi người bọn họ chạy cái rắm a này trí khôn thẳng tắp giảm xuống đều là vì cung cấp thấp ma tộc cùng nhau ngây ngô thời gian dài bị mang đa long vỗ một cái chính mình đầu sau đó nhìn về phía tức giận lúng cuốn dạ yểm cân nhắc có phải là lại âm cái tên này một chút một luồng mạnh mẽ gió lạnh thổi vào đa long cống đến run run cũng không quan tâm âm dạ yểm hô lớn vội vàng đem cửa động lấp kín a quá lạnh dạ y vội vàng đứng dậy đem tảng đá chắn tốt thanh la ngồi ở lửa bên cạnh ao nghĩ đến muốn vẻ mặt khôi phục bình thường nàng cũng nghĩ tới yêu mèo không phải chạy trốn ăn cơm đi thanh la bắt chuyện mọi người vừa mới còn tức giận bất bình dạ yểm vào thoang lại một tay tóm lấy tốt mấy cái khoai tây kẻ tham ăn đa Long thầm mắng một tiếng nắm lên một hai lần đem da cắt một hơi ném vào trong miệng địa cầu tân huyền minh ở cầu vượt phía dưới chuyển hôn mê mơ mơ hồ hồ đi lên không có theo dõi cái kia đường nhỏ đã rất chậm cũng không biết lúc nào bị đuổi về đi một lúc tìm che mưa địa phương trước tiên đem áo khoác thay bên kia quá lạnh ta như vậy trở về sẽ bị đông lại hắn đang nghĩ tới hình ảnh đột nhiên bắn ra ngoài một khối lập phương viết tự chủ trở về chức năng mở ra lựa chọn trở về còn lại thời gian trở thành phế thải hay không lựa chọn trở về? Này vừa là có ý gì? Minh nhất đầu nhất chính là hình ảnh đột nhiên bắn ra khối lập phương, cảm giác chính là bắt nạt hắn không biết chữ. Đợi một lúc, khối lập phương vẫn chưa biến mất, hắn không nhịn được đưa tay ra, nhẹ nhàng điểm một cái. Ngược lại hắn bây giờ cũng không có nhớ mấy, không cần lo lắng bị bẫy, nhiều lắm chính là xuất hiện quan minh điểm không đủ nhắc nhở. Có thể ngay ở ngón tay hắn tiếp xúc khối lập phương lập tức, hắn cảm giác tới một luồng thấu xương lạnh giá. Bóng đêm dần khuya, nhiệt độ càng ngày càng, Thanh La đứng dậy trở về sơn động nhỏ, núi lớn trong động không ở lại được nữa, thật sự quá lạnh, còn là nằm ở mềm mại trên giường lớn thoải mái. Hơn nữa Minh nói cho nàng trở về rất muộn, thật có khả năng đêm nay không về được. Nhưng vào lúc này, cửa động tảng đá đột nhiên bị đẩy ra, Minh vọt vào. Mọi người vừa quay đầu lại, tất cả đều sửng sốt chỉ thấy minh trên gáy bao trùm một tầng mỏng manh băng, tóc toàn bộ đông thành một tảng băng. Trên người chỉ mặc đơn bạc quần áo, dạng kỳ quái, hơn nữa cũng đều đông lên, cứng rắn. Minh cũng không để ý tới mọi người quá dị ánh mắt, trực tiếp vọt vào sơn động nhỏ. Bên ngoài quá lạnh, hơn nữa hắn cả người là nước, sắp tới đã bị đông một tầng băng, loại tình huống này hoán đổi áo khoác, còn không bằng vọt thẳng trở về đâu. Tiến vào sơn động nhỏ, Minh đứng ở lửa bên cạnh ao, hai lần đem đóng băng quần áo cởi ra. Không phải hắn không chuẩn bị, thật sự là quá đột nhiên. Hoán đổi được rồi áo khoác, mình cũng không đi ra, tóc còn đông rất. Bên ngoài già yểm trận mắt ngoát mồm, Minh mặc giày áo khoác đi ra ngoài, mặc một tầng nhỏ áo mỏng trở về, đây là cái gì hành vi a? À? Đa Long sửng sốt chốc lát, từ từ cúi đầu, cười đến không ngậm miệng lại được. Minh tại sao như vậy hắn không biết là, nhưng cũng khả năng nhìn ra minh cống đến rất thảm. Thanh la vội vàng cầm mấy khối củi gỗ chạy vào sơn động, cây đuốc trong ao lửa gia tăng, cho minh sưởi ấm. Lại qua một lúc lâu, minh mới cảm giác tỉnh lại một vài, đứng dậy đi tới bên ngoài. Đa Long, ngươi rất lạnh gì? Minh hỏi. Hắn phát hiện Đa Long cúi đầu, hai vai có chút run. Không lạnh, ha ha, không lạnh. Đa Long vội vàng xua tay. Thanh La, đi một ngày, có hay không xảy ra chuyện gì? Minh hỏi. Không chuyện gì, chính là. Thuận tiện có chút phiền phức. Thanh La câu nói này vừa nói, đa lòng dọa nạt đến sắc mặt đều thay đổi. Vạn nhất Thanh La nói hắn muốn dùng bọn họ ăn cơm bồn chứa thuận tiện. Minh khả năng tha hắn mới là lạ. Cho nên, hắn không để Thanh La tiếp tục nói, trèo lại lớn tiếng nói. Minh, có chuyện lớn, người ma thú chạy. Cái gì? Minh sửng sốt, vừa muốn hỏi xảy ra chuyện gì, niêm phong cửa động tảng đá đột nhiên mở ra, yêu mèo ngầm một cái so với nó tốt đẹp vài lần cá lớn đi đến. Đa Long vẽ mặt dài ra, sau đó quay Minh phát sinh lúng túng tiếng cười. Kha kha, ta còn tưởng rằng nó chạy. Nguyên lai like là đến đi bắt cá, hả? Minh lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ hình dáng, cũng thấy Đa Long nở nụ cười. Đa Long bị Minh cười đến sợ hãi, vội vàng nghiêm mặt nói. Minh, Ta có chút tránh sự cùng ngươi nói." Minh nụ cười thu lại, ở lửa bên cạnh ao ngồi xuống, quay đa long ngoắc ngoắc tay, hỏi: "Ngươi muốn nói cái gì?" Đa Long hỏi: "Ngươi nghĩ tới làm cho phù hợp song tộc nhân sau khi kế hoạch bước kế tiếp gì?" Minh nghĩ đến muốn nói: "Không phải chuẩn bị huấn luyện quân đội gì?" Đa Long khoát tay nói: "Huấn luyện quân đội cũng là làm cho phù hợp một phần. Ta nói chính là sau đó phát triển" là tương lai đường minh lắc lắc đầu nghiêm túc thấy hắn làm ra rửa tai lắng nghe hình dáng đa long hắn giọng một cái nói rằng chúng ta kế hoạch bước kế tiếp chính là tạp lâm loài minh nheo mắt lại hỏi đánh trận đúng chúng ta phải càng tốt hơn địa phương nơi đây đều là ngọn núi muốn phát triển lên rất khó chỉ là đồ ăn chính là cái cửa ải đại nạn đi sang sự không chắc chắn quá lớn ngươi năm nay đồ ăn đủ sang năm con mồi ít đi có lẽ sẽ không đủ rồi ngươi cũng không thể đều dựa vào bảo tàng a à. minh gật gù nhiều người như vậy ăn uống coi như hắn nhớ mấy nhiều hơn nữa cũng không đủ tiêu hao cho nên chúng ta phải trong phong phú hơn nữa bằng phẳng địa phương có chút thực vật là có thể trồng trọt đem khả năng ăn thực vật gieo xuống ngươi minh bạch cái gì là trồng trọt gì đa long nói rằng một nửa đột nhiên hỏi Biết. Minh gật gật đầu, hắn tại thế giới trong mộng nhìn thấy qua. Hắn bây giờ không những biết trồng trọt, còn biết nuôi dưỡng. Người có biết? Đa Long Nhất Lăng hoàn toàn không ngờ rằng, hắn rất muốn hỏi một chút Minh là làm sao biết, nhưng cố nén không có hỏi, nói tiếp. Chỉ cần có thể trồng trọt thì tương đương với có ổn định đồ ăn khởi nguồn. Đây là khá quan trọng, chỉ có giải quyết ăn vấn đề, thể lực mới có phát triển có thể. Tư Minh đối với Đa Long lời nói này tương đương tán đồng, trong mộng thế giới sợ dĩ không lo ăn uống, cũng là bởi vì sẽ trồng trọt cùng nuôi dưỡng. Đa Long ngừng chốc lát, tiếp tục nói. Tạp lâm loài sau khi, chúng ta có thể vãng tay phát triển, có thể hướng về đông phát triển, vãng tay là nhân loại quốc gia, quần sơn biên giới là một tiểu vương quốc nhỏ lãnh địa. Hướng về đông là cho tinh linh ma nước. Minh hỏi. Còn muốn tiếp tục hướng ra phía ngoài phát triển gì? Đa Long nghiêm mặt nói. Đương nhiên. Ngươi có biết thế giới này bao lớn gì? Chúng ta vị trí địa phương, liền trong biển rộng một giọt nước cũng không tính. Nhân loại quốc gia, thú nhân quốc gia, tinh linh rừng rậm, vô tận vực sâu, bảy đại ma nước, còn có vô biên vô hạn biển rộng. Tầm mắt muốn mở rộng, có phải ngươi này bối chỉ muốn bảo vệ hai cái ma tộc cô gái qua gì? Đó là dế nhũi ý nghĩ. Ngươi thấy qua nhân loại mỹ nữ gì, thấy qua xinh đẹp tinh linh cô gái gì biết hồ tộc cô gái quyến rũ gì đa long nói xong ánh mắt hiếp lại đứng đắn vẻ mặt vừa đã biến thành hèn mọn không lâu sau đó đa long về tới chính mình sơn động nhỏ đắc ý mà nằm ở trên giường minh nghe xong hắn nói liền bắt đầu trầm tư không tâm tư nữa hỏi thuận tiện vấn đề tinh linh mỹ nữ hồ tộc cô gái ta cũng rất ngóng trong a à, xưa nay đều chưa thấy qua đâu đa long nhắm hai mắt lại trên mặt vừa lộ ra hèn mọn nụ cười bên ngoài sơn động minh trong khi cá nướng hắn là đang trầm tư đa lòng nói đối với hắn không phải không có chạm đến nhưng bây giờ muốn làm chính là trước tiên làm cho phù hợp tộc nhân mặt khác hình ảnh biến hóa cũng dắt hắn cái kia đột nhiên bốc lên khối lập phương hình như là để cho mình lựa chọn trở về này muốn so với đột nhiên trả lại tốt hơn nhiều bất quá hắn cảm giác lần này đi trong mộng thế giới cùng lần trước thời gian gần như cũng không có kéo dài nhiều hay ít như. Cá sấy khô vàng, bốc lên mùi thơm, thanh la lấy ra muối đẩy, nhéo một nhúm nhỏ chảy nước ở phía trên. Miêu tiêu mèo đồng tử tròn tròn, nhìn chầm chầm cá nướng, u u đọc sách v đúc v đúc v đúc. U u u chấm công dựng thẳng đuôi ở minh chân vừa cọ tới cọ lui, đã có chút đã đợi không kịp. Vào lúc này, Hoàng Cương cùng Hoàng Lãng đang ở bệnh viện trọng chứng giám hộ bên ngoài, thấy ở chỗ hai gã đạo tặc may mà tiểu khất cái không hạ tử thủ, nếu không liền phiền toái. Hoàng Cương nói rằng, đều đánh thành như vậy, còn không có hạ tử thủ đâu. Hoàng lãng đầy mặt kinh ngạc. Hoàng Cương gật đầu nói, ngươi nghĩ sao? Hôn mê cái kia, cổ tay là bị hắn miễn cưỡng nặng gãy, này đến bao lớn sức mạnh. Cú đấm kia nếu hướng lên trên đến một điểm, phỉ đồ này xương ngực đều sẽ bị đánh nát. Mặt khác cái kia cũng là, hướng lên trên đá một điểm thì xong. Hắn mới nói được này, trọng chứng thất cửa mở ra, một gã thầy thuốc đi tới, đối với hắn gật gật đầu. Hoàng cương vỗ vỗ hoàng lãng, để hắn các loại ở bên ngoài, chính mình đi vào. Một đêm quá khứ, sắc trời mời vừa hừng sáng, trong sơn động truyền ra đa long buồn bã khóc to, so với gió gào thét âm thanh cũng lớn. Để cho ta dọn dẹp bồn chứa. Ta không muốn tìm tòi, nhìn đổi mới nhanh nhất sách bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 89 Tín nhiệm Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Cửa sơn động, Đa Long ngầm lấy nước mắt, cống đến chíp chíp tác tác, dùng một cái nhánh cây ở trong dụng cụ không ngừng khuấy, bồn chứa bên trong đều là tuyết cùng quế vật. Giời à lạnh như thế trời, ta còn khập khiển chân, các ngươi thì không hề có một chút lòng thông cảm gì, Đa Long trong lòng khổ thật sự. Ngày hôm qua hắn còn rất đắc ý, coi chính mình muốn dùng ăn cơm bồn chứa thuận tiện sự tình trôi qua, không ngờ rằng sáng sớm hôm nay Minh liền đem xếp vào quế vật bồn chứa ném cho hắn. Dạ yểm ông bả vai tựa ở cửa động, thấy Đa Long cười đến không ngậm miệng lại được, Đa Long xui xẻo đối với hắn tới nói là món thập phần vui vẻ sự tình. Đa Long gặp dạ yểm chế dễu, càng ấm ức, mở miệng oán giận một câu. Cười dời ạ à, ngày hôm qua cá nướng ngươi ăn đã tới chưa? Dạ yếm lập tức không nở nụ cười, cảm giác một trận tâm tắc. Tối hôm qua nhìn thấy minh bọn họ cá nướng, hắn hứng thú bừng bừng chạy tới, chờ phân một phần. Kết quả ba người thêm một con ma thú, tam hạ lưỡng hạ thì ăn sạch, thì để lại cho hắn một đống ngư thứ. Ăn không được thì ăn không được, ngươi cũng không không ăn được. Cố gắng soạt bồn chứa A, cẩn thận một chút, chớ đem phân văn đến trong miệng. Ngươi mới ăn cứt. Đa Long khí đẩy một cái bồn chứa, ở chỗ gì đó gắn một chỗ đa long chớp mắt một cái la lớn minh dạ yểm đem bồn chứa làm đổ tung ra gì đều là câu nói này hắn dùng chính là mắt đen loài ngôn ngữ dạ yểm nghe không hiểu còn chỉ vào mặt đất cười to loài người ngươi xui xẻo rồi minh đi tới cửa động liếc mắt nhìn vỗ vỗ dạ yểm đem nơi đây làm sạch sẽ đa long lộ ra xấu xa nụ cười nói rằng minh cho ngươi quét dọn sạch sẽ. Ngươi ít ỏi gạt ta, đây là ngươi làm bẩn, làm sao sẽ để cho ta xong rồi. Dạ yểm hừ một tiếng, căn bản không tin Đa Long nói. Đây chính là minh mệnh lệnh, ngươi cãi lời một chút thử xem, rút ra bất tử ngươi. Đa Long cười ha ha nói, hắn cuối cùng vui vẻ, sau đó hai tay ông bồn chứa, giật giật vào sơn động. Dạ yểm choáng ván, rõ ràng chính là Đa Long làm tung ra, dựa vào cái gì để cho ta làm hắn rất muốn tìm minh lý thuyết một chút, có thể lập tức nghĩ đến bọn họ không có cách nào câu thông, căn bản giải thích không dứt. Minh trở về sơn động nhỏ, nằm ở trên giường, khẽ nhíu mày. Một đêm trôi qua, cũng không có xuất hiện nhớ mấy thu hoạch âm thanh, hình ảnh dưới góc phải, quan minh điểm mặt sau chữ số là năm. Này năm cái nhớ mấy không phải tại thế giới trong mộng tìm được, là dạ y cho phân tán tộc nhân phát đồ ăn thu hoạch có phải ở một người trên người chỉ có thể thu hoạch một lần nhớ mấy? Minh rất phiền muộn, hắn cảm thấy hình ảnh làm như vậy hơi quá đáng, ngại vì mẹ con cung cấp không giúp nhớ mấy, lần này đi trong mộng thế giới vừa là tay không mà quay về. Không có thu hoạch, vậy phải làm sao bây giờ? Minh có chút trên buồn, nằm cái nhớ máy đối với bây giờ nhu cầu tới nói, cùng không có gần như. Hắn phải nhận thưởng mới có thể thu được sức mạnh, tài năng thắp sáng địa cầu khối lập phương phải nhận thưởng mới có thể thu được đói khát thuật này cũng phải cần tiêu hao lượng lớn nhớ mấy hơn nữa theo làm cho phù hợp tiến hành hắn cũng cần một lượng lớn nhớ mấy đổi lấy càng nhiều gì đó chỉ có năm cái làm gì cũng không đủ a à. minh thở dài theo cái này thu hoạch đến xem thì coi như bọn họ cứu trợ tộc nhân cũng có tương đương một nhóm người cũng không có cảm tạ hắn này hoàn toàn không ngạc nhiên bởi vì trời đông giá rét chỉ có dạ y một người khả năng ra ngoài hơn nữa nàng vừa không có cách nào cùng tộc nhân giao lưu phỏng chừng đại bộ phận bị cứu tế tộc nhân nghĩ đến cũng không phải cảm tạ mà là khiếp sợ cùng nghi hoặc buổi sáng trong khi dạ y vừa ở ngoài ra cổng lấy một bọc lớn khoai tây cùng củi gỗ mặc dù thu hoạch không dứt mấy cái nhớ mấy nhưng nên cứu tế còn phải cứu tế không thể để cho tộc nhân đông chết chết đói minh rất may mắn có dạ y bên người giúp hắn nếu như không có dạ y hắn là không thể làm cho phù hợp tộc nhân ít nhất trong khoảng thời gian ngắn không làm được kế tiếp mười mấy ngày gió to không chút nào giảm nhỏ nhiệt độ cực thấp củi gỗ tiêu hao giống như nước chảy minh không có ra ngoài chỉ là núp ở trong sơn động ôn tập hán nữ ghép vần đem hơn hai mươi vốn nhìn hình biết vật đều nhớ kỹ chẳng những có vật phẩm còn có một chút như là chạy nhảy bơi các loại động tác Hình ảnh dưới gốc phải nhớ mấy tăng trưởng không mấy cái, đến bây giờ cũng mới 12 cái. Minh căn bản không dám nhận thưởng. Mà ở những ngày qua bên trong, Thanh La cùng Dạ Y đều ở đây theo hắn học, ba người không có chuyện gì thì núp ở sơn động nhỏ trên giường lớn, học tập nhìn hình biết vật. Đa Long nhìn ba người bọn hắn mỗi ngày chán tử cùng nhau, đều là hâm mộ nguyền rủa vài câu. Dạ Yếm Thành công bị Đa Long âm, bởi vì giao lưu không khoái quan hệ mỗi ngày dọn dẹp bồn chứa công tác rơi xuống hắn trên người, tức giận đến hắn lá phổi đều phải nổ, mỗi ngày mặt tối sầm lại không nói lời nào. Yêu mèo còn là mỗi ngày chạy ra bên ngoài, trở về chính xác mang theo một con cá. Cho nên những ngày qua, bọn họ cá nướng thì không từng đứt đoạn. Đương nhiên, không có đa lông cùng dạ yểm phần chia, bọn họ chỉ có thể thấy chảy nước miếng. Đêm đen, trụ sở sườn núi trong hang núi, tuổi nhỏ hai tử muốn đem một khối củi gỗ ném vào lửa ao chờ một lát nữa cha ngăn cản hắn liếc mắt nhìn trong sơn động lưu trữ củi đắp địa phương đã trống rỗng rồi mùa đông này lạnh lạ kỳ củi gỗ tiêu hao so với dĩ vãng mùa đông nhanh hơn gấp mấy lần hiện tại bọn hắn củi gỗ đã sắp muốn dùng hết hai tử run lập cặp que củi đặt ở lửa bên cạnh ao sau đó trèo tới cha trong lòng rút thành một đoàn một cái khác sơn động một người phụ nữ nằm ở trên chồng cỏ, che kín dậy đặt da thú. Hai người phụ nữ ngồi ở lửa bên cạnh ao, đầy mặt buồn bã khổ, có rõ ràng nước mắt. Các nàng cũng không củi, hơn nữa tỷ tỷ bị bệnh, rất có thể gắn không nổi mùa đông này. Ta ngày mai đi ra ngoài tìm nham, hắn có lẽ có giàu có củi gỗ. Một cô gái nói rằng, như vậy khí trời, ngươi làm sao đi ra ngoài, không muốn sống chăng? Tuyết động vậy dày, ngươi đi không đến nham sơn động một cô gái khác kiên quyết phản đối có thể tiếp tục như vậy chúng ta cũng phải đông chết Xung xuê vị trí trong hang núi sáu người thanh niên vây quanh lửa ao mỗi người đều có chút lo lắng bọn họ củi gỗ cũng nhanh dùng xong sung xuê chúng ta động thủ đi một tên thanh niên nói rằng đối mặt loại này tình thế khó khăn bọn họ đầu tiên nghĩ đến chính là cướp lấy không được nếu như bị nham biết chúng ta phải chết chắc. Các ngươi đã quên nham đến trong khi, giết bao nhiêu người. Tên còn lại sợ lắc đầu. Chúng ta đem đầu mặt đều che đậy, ai biết là chúng ta làm. Nói lại như vậy khí trời, nhằm cũng sẽ không đi ra, hắn đã thời gian rất lâu không có tới chúng ta này đi. Trước mỏm đá một đoạn để chúng ta dẫn đường trong khi, không phải từ bên ngoài mang về tốt mấy nhà tộc nhân gì. Những người này đối với chúng ta không quen sung xuê trầm mặt hồi lâu, lắc đầu nói. Củi gỗ không phải còn có thể dùng mấy ngày gì. Vậy thì qua mấy ngày nói lại, đỉnh núi Sơn Động, Đa Long theo chính mình Sơn Động nhỏ đi ra, nhìn chung quanh một chút, một chút dời được minh trước Sơn Động, do dự một chút, nhẹ nhàng vỗ ngăn chặn cửa động tảng đá. Đợi một lúc, không có động tĩnh, Đa Long trong lòng nghĩ. Bọn họ có thể hay không ở bên trong hát hưu? Nghĩ vậy, hắn bếp 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 vừa vỗ vài cái. Đa Long, ngươi làm gì? Tảng đá bị đẩy ra, Minh Phụng Phiệu hỏi. Này, ta có chút việc cùng ngươi nói. Đa Long lén lút dương mắt, đi vào trong ngắm một chút, nhìn thấy trên giường lộn xộn, Thanh La cùng Dạ Y đều nhìn không tới. Quả nhiên theo ta muốn giống nhau. Đa Long trong đầu não bổ ra rất nhiều hình ảnh. Chuyện gì? Minh đi ra. Đa Long nuốt nước miếng một cái, nói rằng. Ngày mai buổi sáng, để Dạ Y cùng Dạ Yểm đi mỗi cái sơn động đem người mang tới nham nơi đó a, à, tộc nhân củi gỗ muốn tiêu hao không còn. Minh gật gù, hắn vẫn chờ Đa Long cái kế hoạch này đâu. Chỉ cần đối với thế lực có cống hiến, có thể thu được càng cao hơn địa vị, càng tốt hơn phúc lợi. Minh biết tại sao làm như vậy gì? Đa Long hỏi. Dùng càng tốt hơn sinh hoạt hấp dẫn tộc nhân, lợi cho khống chế. Minh nói rằng đa long gật đầu nói vì cái này nhưng muốn khống chế xong một thế lực đầu tiên muốn cho phía dưới người đối với ngươi hoặc là nói đối với nham sản sinh tín nhiệm minh khẽ nhíu mày hắn không biết rõ chỉ có bọn họ tín nhiệm ngươi mới có thể tin tưởng ngươi cho bọn hắn miêu tả đến sinh hoạt tỷ như lần này ngươi đến làm cho bọn họ nhìn thấy làm ra cống hiến chỗ tốt lần này sau khi bọn họ sẽ tín nhiệm ta sao minh hỏi Đương nhiên sẽ không, tín nhiệm thành lập không phải một sớm một chiều, nhưng mỗi một lần ngươi đều có thể thành công thực hiện lời hứa, bọn họ sẽ tin tưởng ngươi khả năng mang theo bọn họ trải qua càng tốt hơn tháng ngày. Lời hứa ngươi biết không? Chính là tương tự với quyển gia thú bảo đảm. Minh khẽ gật đầu, lộ ra suy tư vẻ. Đa Long nhìn thấy Minh hình dáng, đắc ý cười cười, vừa lén lút hướng về trong sơn động trên giường lớn liếc một cái, lúc này mới chuẩn bị rời đi các loại. Đa Long mới vừa xoay người, Minh đột nhiên mở miệng, sợ đến hắn run run một cái. Cười hiếp mắt quay đầu, Đa Long nói rằng. Này, ta vừa rồi gì chưa từng, hắn lời còn chưa dứt, xuất hiện trước mặt một khối chocolate, chính là thanh la cùng dạ y thường xuyên ăn. Đa Long mắt sáng rực lên, hắn cho tới bây giờ chưa từng ăn cái này đâu. Đây là... Minh cho ta khen thưởng, ha ha. Đa Long mở cờ trong bụng, một khối ăn hắn không để ý, có thể minh cho khen thưởng quá khó khăn, hắn đều có chút cảm động. Cảm ơn. Đa Long đem cho cô lết lấy tới, phi thường sung sướng nhảy về chính mình sơn động. Minh thấy Đa Long, thầm nghĩ trong lòng. Tưởng thưởng, thật đúng là một hữu hiệu thủ đoạn A. Nói xong, hắn lại lộ ra suy tư vẻ. Đa Long trở lại sơn động, nằm ở gấp trên giường, U85, đọc sách v bốn mươi 46 UU107, A110, S104, 117. Con thật dài thở ra một hơi. Dẫn đường tiểu tử này không dễ dàng a. À. Bất quá hắn bất cứ cho ta tưởng thưởng, thực sự là hiếm thấy, coi như hắn có lương tâm. Cầm lấy chocolate nhìn kỹ một chút, đà Long lẩm bẩm nói. Bọn họ làm sao ăn tới, đem bên ngoài tầng này xé ra. Nhớ lại một chút, hắn dễ dàng vạch tìm tòi đóng gói. Khà khà, việc nhỏ như con thỏ, ta quả nhiên thông minh. Đa Long tự yêu mình hả hê một câu, đem cho cô lết bỏ vào trong miệng. Thô sát. Đổi mềm nhũng. Thật ngọt. Đa Long nheo mắt lại. Sáng sớm hôm sau, dạ y cùng dạ yểm hai người võ trang đầy đủ, dùng da thú che phủ diện mạo, đi rơi xuống sườn núi. Bọn họ đi qua địa phương, tuyết động đều bị lội ra. Không lâu sau đó, mỗi người tộc nhân theo sơn động bị mang ra, rung lập cập đi theo dạ y cùng dạ yểm phía sau. Như vậy khí trời căn bản không thích hợp ra ngoài, nhưng khi giết người như ngoé dạ y, ai cũng không dám từ chối. Cái thứ nhất nộp lên đồ ăn cha, ông hài tử đi theo dạ y phía sau, rất nhanh đi vào sườn núi trung gian một cái sơn động lớn. Vừa mới tiến vào, hắn cũng cảm giác được ấm áp. Tìm tòi, nhìn đổi mới nhanh nhất sách. Bạn thích bộ truyện này? yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 90 Hạ một bước Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Cha ông hài tử, hai mắt đăm đăm, khẽ nhếch miệng, một bộ kinh ngạc vẻ mặt. Trong sơn động bất cứ có chín lửa ao, mỗi một cái đều thiêu đốt rất vượng, ngọn lửa rất cao. Không trách như vậy trời ấm áp, cái này cần tiêu hao nhiều hay ít củi gỗ a à? Cha thầm nghĩ, cái này mùa đông củi gỗ rất thiếu từng cái tộc nhân dự trữ đều không đều thật nhiều không ngờ rằng nơi đây bất cứ một chút điểm chính lửa ao trên sườn núi tốt mấy cái tộc nhân đi theo dạ yểm phía sau bọn họ kỳ thực đều không nghĩ ra được mặc dù cùng ở tại sườn núi nhưng ngọn núi này cũng không nhỏ tuyết động thâm hậu phi thường khó đi lạnh như thế trời thời gian chút ít lâu một chút thì có thể đem người lạnh cống nhưng mà chờ bọn hắn đi ra mới phát hiện tuyết động bị chuyến ra một con đường, mặt đất mặc dù rất trơn, nhưng nhưng cũng không tính khó đi. Cũng không lâu lắm, bọn họ cũng tiến vào sườn núi trung gian sơn động, sau đó tự như đôi phụ tử kia giống nhau, bị chính lửa ao sợ ngay người. Một lúc hai ba cái, một lúc bốn, năm cái, trong sơn động người càng ngày càng nhiều. Không có ngoại lệ, tiến đến mọi người nhìn chầm chầm chính lửa ao sững sờ, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Vào lúc này, không ai oán cách nham phái người đem bọn họ mang đến đều muốn ở nơi đây ở lâu thêm một lúc hưởng thụ này hiếm thấy ấm áp cuối cùng sơn động đầy tụ tập hơn một trăm người lẫn nhau quen thuộc người xì xào bàn tán không biết bị mang đến nơi đây là vì cái gì sung xuê người nói nham có phải là muốn cho chúng ta phân củi gỗ trong đám người gian một tên thanh niên nhỏ giọng hỏi sung xuê rất có thể đây là trước đây mạnh chứa đựng vật phẩm địa phương sung xuê gật gật đầu, nhìn thấy này lửa ao, liền biết nham thủ bên trong củi gỗ giàu có, cái kia gọi bọn họ tới còn có thể làm gì. Hơn nửa nham có quá phận đồ ăn tiền lệ. Kha kha, cái này nham thật đúng là đặc biệt. May mà chúng ta không có động thủ. Thanh niên âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu sáng nay đi ra ngoài cướp lấy, nhất định sẽ bị cái kia hai cái bao lại kín người phát hiện. Vào lúc này, nham từ bên trong sơn động đi ra, mọi người thấy lập tức yên tĩnh lại hôm nay kêu mọi người qua đến có chuyện muốn nói đi theo ta nói xong nhàm xoay người vừa đi rồi trở về mọi người dồn dập đuổi tới đi hai bước một cu quẹo tất cả mọi người trợn tròn cặp mắt ở trước mặt bọn họ hình nửa vòng tròn đóng củi thành núi nhỏ nhàm bất cứ có nhiều như vậy củi gỗ không trách bên ngoài điểm chính lửa ao mọi người thầm nghĩ trong lòng tiếp theo mừng tít mắt bọn họ không cân nhắc từ đâu tới nhiều như vậy củi gỗ trong lòng nghĩ tất cả đều là nham muốn phân củi gỗ cho bọn hắn hiện tại bọn hắn thiếu nhất chính là củi nham dừng bước lại quay người lại nói rằng sông hổ lá vân vũ các ngươi mùa đông cần thiết củi gỗ tất cả đều để ta tới đảm nhận những người khác có thể dùng đồ ăn hoán đổi cái gì rất nhiều người đều sửng sốt này cùng bọn chúng tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau. Ông hài tử cha thì lại vẻ mặt kích động vẻ mặt, hắn chính là sông. Cái khác bị điểm đến tên, cũng đều hưng phấn không thôi. Tại sao chúng ta muốn dùng đồ ăn hoán đổi? sung xuê bên cạnh thanh niên hô lên. Hắn vừa nói chuyện, những người khác cũng dồn dập mở miệng hỏi dò. Nhằm nhìn mọi người một chút, hỏi. Ta dựa vào cái gì bạch cho các ngươi củi gỗ? một câu nói đem tất cả mọi người hỏi ở đúng vậy nham dựa vào cái gì cho không củi gỗ cho tới nay nham đều ở đây dùng đồ ăn cứu tế tộc nhân cho nên bọn họ đều chuyện đương nhiên cho rằng nham cũng sẽ cho bọn hắn củi đốt có thể bây giờ nham vừa hỏi bọn họ mới ý thức tới người ta không cho mới là bình thường bọn họ năm người trước khi trên nộp đồ ăn cho ta vì cái này trụ sở làm ra cống hiến cho nên bọn họ mới có thể thu được như vậy chỗ tốt các ngươi không có làm ra qua cống hiến, cho nên chỉ có thể dùng đồ ăn hoán đổi. xung xuê bọn họ lúc này mới nghĩ đến mấy ngày trước nham yêu cầu nộp lên đồ ăn sự tình, bởi vì là tự nguyện, cho nên ngoại trừ năm người ở ngoài, tất cả mọi người không đóng. có thể ai có thể nghĩ tới nộp đồ ăn còn có như vậy chỗ tốt a? À? có điều thì coi như bọn họ biết, lúc trước cũng sẽ không nộp lên, bởi vì khi đó mỗi người đều cho rằng củi gỗ đủ dùng, ai cũng không nghĩ tới một hồi gió to vót lâu như vậy nhiệt độ sẽ rơi xuống như vậy thấp. Ngăn ngắn mười mấy ngày hầu như đốt trụi bọn họ một đông dùng củi gỗ. Trong sơn động rất nặng nề ngột ngạt, không có người nói chuyện, tất cả mọi người đang suy nghĩ một chuyện, chính là dùng nhiều hay ít đồ ăn tài năng đổi được đầy đủ củi gỗ. Không cần hỏi, khẳng định so với cái kia năm nhà nộp lên đồ ăn muốn bao nhiêu. Một ngày quá khứ, trụ sở tất cả mọi người thu được đầy đủ củi gỗ, nhưng ngoại trừ sông bọn họ năm nhà những người khác đều không cao hứng nổi, bởi vì bọn họ bỏ ra càng nhiều đồ ăn, sau đó ăn đồ ăn muốn tính kế. Đỉnh núi bên trong hang núi, đa long vẽ mặt đắc ý nụ cười, đang cùng minh đỉnh đạt kỳ đàm. Song bọn họ năm nhà thu được chỗ tốt, không thể chỉ củi gỗ cung ứng ít như vậy, tin tưởng không lâu những tộc nhân khác có thể nhìn thấy. Vào lúc ấy, muốn phân chia địa vị cấp bậc, người minh bạch cái gì gọi là địa vị đẳng cấp gì? Minh lắc lắc đầu. Cảm giác Đa Long nói gì đó thật là thâm ảo. Không rõ không liên quan, quay đầu lại ta sẽ nói cho ngươi biết. Sau đó phải tiến hành kế hoạch bước kế tiếp, thành lập săn bắn đội. Cụ thể ta đã nói cho nhâm, Đa Long không có giải thích đẳng cấp địa vị là cái gì. Mình nhíu nhíu mày, hỏi: Săn bắn đội ngũ cũng cần thành lập. Đương nhiên muốn thành lập, sau đó không thể tiến hành loại kia phân tán phép tắc săn thú. Muốn thống nhất hành động con mồi cũng phải thống nhất phân phối. Đa Long nghiêm túc nói. Ý của ta là, bây giờ đang là trời đông giá rét, vì tìm con mồi đi. Thành lập săn bắn đội có phải hay không không cần thiết. Minh nói rằng. Ai nói không địa phương tìm con mồi. Đa Long nói xong, chỉ chỉ yêu mèo. Minh hiểu Đa Long ý tứ, nhưng vẫn là nói. Vậy cũng không được, như vậy khí trời, không thể ra ngoài đi săn, sẽ bị đông chết đa long cười hắc hắc nói này phải nhờ vào ngươi bảo ẩn giấu ngươi có đầy đủ chống lạnh quần áo a à. minh không nói trầm mặt không nói cứ như vậy bí mật thì sẽ bị càng nhiều người biết lúc trước hắn vẫn không hướng về trụ sở chuyển cũng là đối với cái này kiên kỵ đa long hiểu rất rõ minh tâm tư tiếp tục nói minh ngươi lá gan muốn thả lớn một chút có nham ở mặt trước đẩy tộc nhân lại kinh ngạc lại nghi hoặc cũng không liên quan hơn nữa nơi đây cùng ngăn cách ngoại giới, dùng ngươi bây giờ thực lực, ai còn có thể uy hiếp đến ngươi gì? Các loại mùa đông này quá khứ, thì càng không cần lo lắng. Minh vừa trầm mặt chốc lát, nói rằng. Không được, thành lập săn bắn đội sự tình còn là quay đầu lại rồi nói sau. Bây giờ không phải gan lớn nhát gan vấn đề, mà là không có nhớ mấy có thể dùng. Đa lòng nháy mắt một cái, nói rằng. E sợ. Chậm, ta đã để nhăm lần lượt từng cái sơn động thông tri. Minh nhìn chầm chầm Đa Long, đột nhiên nở nụ cười. Đa Long lập tức cả người nổi da gà lên, run rẩy hỏi. Ngươi muốn? Làm cái gì, lúc xế chiều, bán sơn yêu, sung xuê trong hang núi, sáu người vây quanh ở lửa bên cạnh ao đàm luận củi gỗ sự tình. Các ngươi không thấy cái kia ngủ người nhà đẹp, hãy cùng thu được bao lớn chỗ tốt như. Nhằm còn nói cái gì đối với hắn có cống hiến, cho nên cho không củi gỗ. Buổi sáng đi theo sung xuê bên cạnh thanh niên nói với mấy người khác. Có cống hiến thì cho ít củi gỗ. Này cống hiến cũng như thế nào a? À? Một người khinh thường nói. Bây giờ cần nhất chính là củi gỗ, chúng ta cũng không dùng đồ ăn thay đổi gì. Vừa nhắc tới cái này, mọi người vẻ mặt đều chìm xuống, hoán đổi củi gỗ bọn họ dùng không ít đồ ăn. Sớm biết rằng lúc trước chúng ta cũng nộp lên đồ ăn là được rồi, không ngờ rằng a à. tên còn lại thở dài lắc đầu đoàn 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 chắn cửa động tảng đá bị vang lên bên ngoài truyền đến nham âm thanh Xung suê ta là nham có chuyện cùng ngươi nói không lâu sau đó trong hang núi lại đàm luận lên nham điên rồi sao thành lập săn bắn đội ngũ bắt được con mồi muốn toàn bộ nập lên sau đó thống nhất phân phối mạnh sống sót trong khi cũng không có như vậy yêu cầu chỉ là muốn một phần. Sung Xuê xua tay nói. Chúng ta không tham gia là đến nơi. Vừa là tự nguyện tham gia, có thể hay không sau đó cũng coi như cống hiến. Tính cống hiến thì thế nào? Còn cho không củi gỗ gì? Hơn nữa như vậy khí trời, đi đâu đi săn đi. Thì ở tại bọn hắn đàm luận đồng thời, nhằm đi tới sông Sơn Động. Hắn đến trong khi, hai cha con đang vây quanh lửa ao thịt nướng, trên mặt tràn đầy nụ cười có đầy đủ đồ ăn vừa có đầy đủ củi gỗ mùa đông này rốt cục khả năng an toàn vượt qua nhìn thấy nham tiến lại song phi thường nhiệt tình lôi kéo hắn ở lửa bên cạnh ao ngồi xuống xin hắn đồng thời ăn thịt nướng nham lắc lắc đầu ta sẽ không ăn có chuyện này cùng ngươi nói ta muốn thành lập một săn bắn đội sau khi nghe xong song không nói hai lời lập tức gật đầu ta tham gia hắn bây giờ chỉ có hai cha con sau đó cũng là muốn cùng người khác hợp tác săn bắn có thể tham gia săn bắn đội càng tốt hơn còn nộp lên hết thảy con mồi hắn hoàn toàn không lo lắng nhằm không những cứu hắn còn không phải cho bọn hắn đồ ăn vừa cho bọn hắn củi gỗ hắn tin được nham nham rất cao hứng đứng lên cáo từ hắn còn muốn đi đừng sơn động ngay từ đầu đa lòng với hắn nói cái kế hoạch này trong khi hắn cũng cảm thấy vô căn cứ nào có để săn bắn đội nộp lên hết thảy con mồi Hán phỏng chừng sẽ không có người đồng ý tham gia. Nhưng mà một buổi trưa đi tới, săn bắn đội bất cứ triệu tập 10 người. Ngoại trừ cái kia năm nhà ở ngoài, lại có năm nhà tham gia vào. Có điều, U85, đọc sách 119, về đúc v đúc. U U S Hu. C -om càng nhiều người hay là không tín nhiệm, đây là trải qua thời gian dài quan niệm hình thành, nghe chưa quen thuộc người chỉ huy, nộp lên con mồi hai thứ này bọn họ đều không làm được cuối cùng săn bắn đội xác định nhân số không phải 10 người, mà là 9 người. Lá chỉ có tỷ muội ba người, không ai có thể tham gia săn bắn đội. Mặc dù các nàng phi thường muốn tham gia, nhằm còn là cự tuyệt, ba tỷ muội đại tỷ còn bệnh rất. Đỉnh núi trong hang núi, đa lông núp ở bên tường, vô cùng đáng thương mà nhìn minh mấy người bọn họ hút trực hút trực ăn mì thịt bò, không ngừng nuốt nước miếng. Minh hướng hắn nở nụ cười, hắn liền biết không tốt, quả nhiên, hắn vừa bị đói ngu ngốc a à, đa long lần này mắng mỏ không phải minh cũng không phải bất luận người nào mà là chính hắn vừa mẹ hắn đắc ý dơ dáng dạng hình rồi lại cho nham ra lệnh ta hắn gì điên rồi minh tiểu tử này nhưng hỷ nộ vô thường ma tộc tật xấu này đến đổi a à, sau đó không thể quyết định không thể quyết định không thể quyết định dẫn đường hắn thì tốt rồi đa long không ngừng tỉnh lại tự tiện thay thế minh ra lệnh đây là vô cùng không thể làm nhưng trong lòng hắn rõ ràng hơn tật xấu này đổi lên rất khó a à. tìm tòi nhìn đổi mới nhanh nhất sách bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video